Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Sơn Hải Đề Đăng của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 4 chương 31, có cái cơ hội phát tài. Thực ra, việc Biên Duy Khang rơi vào tình trạng hiện tại là do bọn họ đứng sau giật dây. Những kẻ bạn bè xấu xa đưa Biên Duy Khang vào con đường lầm lạc đều do họ sắp đặt. Họ dự tính từng bước kéo Vô Kháng Sơn tông chủ Biên Kế Hùng xuống nước, từ đó kiểm soát toàn bộ Vô Kháng Sơn. Nhưng không ngờ Biên Kế Hùng lại xử lý rất quyết đoán, trực tiếp đuổi con trai ra khỏi môn phái và đoạn tuyệt quan hệ phụ tử, khiến cho kế hoạch của họ bị đổ bể. Tuy nhiên, họ vẫn tin chắc rằng mối quan hệ cha con này không thể dễ dàng chấm dứt như vậy, huống chi Biên Kế Hùng vẫn còn phu nhân, mà đó lại là con trai ruột của bà. Vậy nên bọn họ vẫn tiếp tục điều chỉnh kế hoạch, chuyển hướng theo một con đường khác. Nhìn thấy Tượng Lam Nhi quả quyết như vậy, Phượng Chi khẽ thở dài, chỉ e là thánh nữ bây giờ thân phận không thuận lợi lắm. Biên Kế Hùng làm sao có thể chấp nhận cho con trai mình cưới một người phụ nữ phong trần. Sợ rằng sau này sẽ gặp rất nhiều khó khăn, ai nói ta muốn gả. Tượng Lam Nhi đặt lược xuống, đứng lên và nói thẳng, động thủ đi. Phượng Trì cười khổ, thánh nữ, lần này ta đành phải đắc tội. Sau khi nhận được sự đồng ý của Tượng Lam Nhi, Phượng Trì quất từng roi mạnh mẽ lên người nàng. Những cú roi không hề nương tay, đánh đến mức tóc nàng rối bời, trên mặt còn hằn vết roi, thể hiện sự chật vật đến mức không chịu nổi, rồi mới dừng lại. Tượng Lam Nhi quay người nhìn chính mình trong gương, khẽ gật đầu và nói, lát nữa, ngươi hãy xuống dưới và mắng hắn một trận. Khi người ta đuổi hắn đi, ta sẽ lao ra và đứng chắn trước hắn, rồi dùng dao găm tự vẫn để ép mọi người. Ta sẽ chứng tỏ rằng nếu không có hắn, ta sẽ không lấy ai khác. Phượng Trì buông roi xuống, nói, ta sẽ không dễ dàng đồng ý, sẽ còn tiếp tục khuyên ngươi, so sánh Biên Duy Khang với Lữ Thái Chân, rồi mắng ngươi là đồ hồ đồ. Tượng Lam Nhi cười nhạt, cầu vô giá bảo dễ dàng, nhưng tình lang chân thành lại khó kiếm. Nếu ta chết rồi, đừng nói đến 45 vạn kim, ngươi thậm chí không thể lấy được một hạt cát vàng. Kế hoạch đến đây coi như đã gần hoàn tất. Phượng Trì gật đầu, ừm, khi thấy ngươi dùng cái chết để ép buộc, ta không còn cách nào khác ngoài việc nhận 45 vạn kim và thả các ngươi đi. Giờ chúng ta tiến hành chứ. Tượng Lam Nhi ngồi lại trước gương, ngắm nhìn mình và nói, hãy để hắn chìm trong tuyệt vọng thêm chút nữa, không thể để hắn dễ dàng đạt được. Phượng Trì khúc khích cười, đúng vậy, để hắn thấy việc này không hề dễ dàng, hắn mới biết quý trọng. Ở bên dưới, Ngô Cân Lượng đang dần mất hứng thú với cảnh náo nhiệt ngoài cửa. Hắn đảo mắt nhìn lên lan can nơi các cô nương đứng. Khi hắn định tiến vào Lệ Vân Lâu, đột nhiên nghe thấy một tiếng cười quen thuộc vang lên. Ta đã nói mà, thằng to con đến đây chắc chắn sẽ chạy tới chỗ này trước. Ngươi xem đi, không chịch một chút nào. Giọng nói này quá đỗi quen thuộc, khiến Sư Xuân và Ngô Cân Lượng lập tức quay lại nhìn quanh. Họ thấy hai người đàn ông đội mũ mềm, ăn mặc kiểu tiểu nhị đang đứng trên bậc thang vẫy tay gọi. Đại đương gia, Cân Lượng, bên này. Hai người họ mắt sáng lên, vì hai người kia không ai khác chính là huynh đệ đã rời Đông Cửu từ mấy tháng trước. Nhìn qua, hai người trông có vẻ lớn tuổi hơn Sư Xuân và Ngô Cân Lượng rất nhiều, thực ra họ đã ngoài 40 tuổi. Người có khuôn mặt dài được gọi là Lão Đông, đôi mắt tinh ranh xoay tròn lộ vẻ xảo quyệt. Người có khuôn mặt rộng được gọi là Đại Thạch Đầu, vì ở Đông Cửu Nguyên còn có một người trẻ hơn một chút tên là Tiểu Thạch, nên Đại Thạch Đầu là người lớn tuổi hơn, tính cách trầm ổn hơn nhiều, giống như tên gọi. Không ngờ gặp lại cố nhân tại đây, Sư Xuân và Ngô Cân Lượng hưng phấn rời khỏi đám đông. Khi vừa gặp nhau bên ngoài, Lão Đông và Đại Thạch Đầu ngay lập tức cung kính, chắp tay hành lễ trước Sư Xuân và Ngô Cân Lượng, rồi đồng thanh hô to, gặp đại đương gia. Cảnh tượng có phần phô trương. Sư Xuân và Ngô Cân Lượng chậc lưỡi, nhìn từ trên xuống dưới hai người họ, nhận thấy rằng cả hai đều mặc bộ dạng bóng bẩy. Rõ ràng là đã phát phúc không ít, và nước da cũng trắng hơn, cho thấy họ đã sống những ngày tốt đẹp. Tuy nhiên, Sư Xuân và Ngô Cân Lượng nhanh chóng sững sờ, bởi vì trên cổ áo của Lão Đông và Đại Thạch Đầu có thêu chữ Bác bằng tơ bạc. Hai người không lạ gì với bộ trang phục này, đó là đồng phục của Bác Vọng Lâu. Ngô Cân Lượng chỉ vào chữ thêu trên cổ áo của họ, kinh ngạc hỏi, các ngươi. Đại Thạch Đầu mỉm cười nói, sau khi ra ngoài, vận may tốt, chúng ta gặp được Lão Bản Nương và được bà ta tiến cử vào Bác Vọng Lâu. Nói đến cũng là nhờ phúc của đại đương gia. Nói đến đây hắn bỗng dưng dừng lại, vì Lão Đông lặng lẽ kéo áo hắn ra hiệu. Không thể giấu được nữa,
Lông mày của Ngô Cân Lượng dựng lên, hắn từ từ rút đại đao ra, cười lạnh, ta đã nói. Làm sao lão bản nương lại biết chuyện ta khắp nơi gọi mẹ, hóa ra là các ngươi hai con súc sinh này đã bán đứng ta. Nói xong, hắn vung đao chém xuống. Hai người kia đương nhiên không định ngoan ngoãn nhận đòn, lập tức bật dậy như lò xo và bỏ chạy. Ngô Cân Lượng liền đuổi theo với đại đao trên tay. Cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của không ít người, dám đánh nhau ở đây sao? Ở những nơi có đông người sinh sống đều có quy củ riêng. Lượng, ở đây không thể đánh, ngươi sẽ bị bắt đấy. Đại đương gia, ngươi mau ngăn hắn lại đi. Lão Đông vừa chạy vừa hét lên. May mắn thay, đại đao trên tay Ngô Cân Lượng thực sự nặng, việc đuổi theo hai người kia cũng khá khó khăn. Sư Xuân vẫn còn chuyện muốn hỏi hai người kia, lúc này liền lên tiếng chặn lại. Cân Lượng, có chính sự. Nghe vậy, Ngô Cân Lượng mới chịu dừng tay, đâm đại đao xuống đất và chỉ vào hai người mà mắng. Đồ lòng lang dạ sói, các ngươi mau cùng Xuân Thiên bồi thường cho ta bộ y phục trước đã. Đại Thạch Đầu lập tức đáp, bồi, đương nhiên bồi. Lão Đông cũng gật đầu liên tục, chắc chắn sẽ bồi, còn mời hai vị ăn bữa ngon nữa. Sư Xuân vẫy tay gọi hai người lại gần, hỏi, chúng ta tới đây, là người của Bác Vọng Lâu báo cho các ngươi biết sao? Lão Đông đáp, đúng vậy, người dẫn đầu đoàn xe thứ tư nhìn thấy chúng ta liền tiện miệng nói ra, chúng ta nghe xong liền xin nghỉ rồi đến tìm các ngươi ngay. Đại đương gia, thấy ngươi cuối cùng cũng ra ngoài được, ta thực sự rất vui mừng. Nói đến đây, khóe mắt của Lão Đông đã ươn ướt. Nụ cười của Đại Thạch Đầu cũng có chút chua xót, hắn gật đầu mạnh mẽ, rõ ràng là vô cùng vui mừng. Dù có cảm động, nhưng khi cần bán đứng huynh đệ, bọn họ cũng không hề do dự. Sư Xuân hiểu rõ tính cách của họ, liền hỏi, những người khác đâu? Kết quả là cả hai đều lắc đầu. Đại Thạch Đầu nói, mọi người đều tự tìm con đường của mình. Không biết ai đi đâu nữa. Ngươi nói đấy, chúng ta đã quen với việc chém giết, nếu cứ tụ tập đông đúc lại, sẽ dễ phạm tội. Ngươi không phải đã nói mọi người nên tìm việc làm ổn định, an cư lạc nghiệp hay sao, nên tất cả đều đã giải tán. Nhớ lại dáng vẻ của đám người kia, Ngô Cân Lượng cũng chỉ biết trầm ngâm im lặng, không cam lòng. Sư Xuân cảm thán thở dài, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, liền hỏi hai người, có cơ hội phát tài đây, các ngươi có muốn chia phần không? Nghe đến chuyện phát tài, bao gồm cả Ngô Cân Lượng, tất cả đều dựng tai lên, theo thói quen xích lại gần, hình thành một vòng để nghe đại đương gia nói. Ta cần 4 vạn kim, cần ngay lập tức, các ngươi có thể lo liệu được không? Đại Thạch Đầu đáp, chúng ta không có nhiều tiền như vậy, cần số tiền lớn như thế để làm gì? Sư Xuân nói, các ngươi đừng lo, chỉ cần trả lời là có cách hay không, ta cam đoan trong vòng 3 ngày sẽ trả lại gấp bội, thậm chí có thể trả ngay trong hôm nay. Về khả năng kiếm tiền của hắn, ba người không hề nghi ngờ, họ tin tưởng lời hứa của Sư Xuân. Lão Đông quay sang Đại Thạch Đầu nói, chắc chỉ có thể mượn từ trong lâu thôi. Đại Thạch Đầu nhíu mày đáp, trong lâu mỗi tháng chỉ phát cho chúng ta 300 kim, cộng lại một năm cũng chỉ được hơn 7.000 kim, nếu mượn trước 5-6 năm, thì làm sao đây? Ta có một cách có thể thử được. Lão Đông nói rồi kéo Đại Thạch Đầu đi, trước khi đi còn quay lại nói với Sư Xuân, đại đương gia, cứ chờ ở đây. Chúng ta đi rồi sẽ quay lại ngay. Sư Xuân thoải mái, giơ ngón tay cái ra hiệu cho hắn. Ngô Cân Lượng đứng bên cạnh thì thầm, sao ta có cảm giác Lão Đông sảng khoái một cách kỳ lạ nhỉ? Sư Xuân đáp, có chút không đúng thật, nhưng mặc kệ hắn, chỉ cần trước tiên kiếm được tiền là được. Còn thiếu 1 vạn nữa, hai ta góp thêm chút, ngươi đưa cho ta 4.000, 5 vạn. Ngô Cân Lượng lập tức phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía đám đông người tụ tập xung quanh, chỉ tay về hướng đó. Trừng lớn mắt hỏi, ngươi không định giúp hắn gom góp 5 vạn đó chứ? Đúng rồi, ngươi định phát tài kiểu quỷ gì đây? Ngươi không nghe bọn họ nói sao? Hắn bị trục xuất khỏi tông môn, không có khả năng trả tiền. Ta không đưa đâu. Vừa nói hắn vừa ôm chặt lấy túi tiền của mình. Sư Xuân chẳng quan tâm, đi tới ngồi xuống một tảng đá gần đó để nghỉ ngơi. Ngô Cân Lượng rất nhanh nhận ra một vấn đề, hắn góp 4.000, còn thiếu 6.000. Điều này có nghĩa là Xuân Thiên sẽ phải bỏ ra hết số tiền mình có. Mà thằng này chưa bao giờ chịu thiệt trong chuyện gì, chắc chắn lần này cũng vậy. Hắn liền bước tới tìm lời để nói, ngươi không nghe họ nói sao? Lữ Thái Chân không dễ đối phó, cùng hắn giành nữ nhân thì sẽ gặp rắc rối. Sư Xuân đổi chân, vắt chân này lên chân kia, thản nhiên đáp, giành nữ nhân làm gì, biết không thể trêu vào mà còn giành, chẳng phải là có bệnh sao? Hắn muốn nữ nhân, ta chỉ đòi tiền. Hắn muốn mua người từ Lệ Vân Lâu với giá 50 vạn, ta lấy người từ Lệ Vân Lâu ra rồi chỉ bán cho hắn 20 vạn, mua từ tay ai mà chẳng là mua. Chương 32, vay tiền, mua, bán.
Ngô Cân Lượng lẩm bẩm hai tiếng, sau đó dần dần hiểu ra chân lý trong những lời đó, lập tức trố mắt ngạc nhiên, không biết phải biểu lộ ra sao. Hắn từ từ quay đầu nhìn về phía đám người đang tụ tập trước cổng Lệ Vân Lâu, đầu óc đột nhiên trở nên rối rắm. Hắn không nhịn được bắt đầu đếm trên đầu ngón tay, tính toán rằng bỏ ra 5 vạn lượng là có thể giúp đưa người ra khỏi Lệ Vân Lâu. Sau đó bán lại với giá 20 vạn lượng, trừ đi chi phí thì có thể kiếm được 15 vạn. 15 vạn là khái niệm gì? Phần lớn người chỉ kiếm được 300 kim một tháng, một năm là 3.600. Không chỉ riêng những người bình thường, ngay cả bọn họ mới ra khỏi đất lưu đày mà có thể kiếm được 300 kim một tháng cũng đã là tốt lắm rồi. Thế mà chỉ với một phi vụ này đã có thể sống dư giả trong 40 năm. Lão Đông và Đại Thạch Đầu bỏ ra 4 vạn, có thể lấy lại gấp đôi, tức là 8 vạn. Sư Xuân còn có thể thu về thêm 12 vạn từ tổng số 20 vạn. Số tiền lớn như vậy, Tiêu Pha cũng không hết, chỉ sợ ngay lập tức có thể cảm nhận được cảm giác giàu có rồi. Có đắc tội Lệ Vân Lâu không? Không, đầu bài tự chuộc thân muốn ra đi, Lệ Vân Lâu vẫn thu được 50 vạn như cũ, không bị thiệt hại. Có đắc tội Lữ Thái Chân không? Cũng không, mỹ nhân vẫn là mỹ nhân đó, không tổn hại gì. Ban đầu hắn định bỏ ra 50 vạn, giờ chỉ cần bớt đi 30 vạn, có phải là thơm rồi không? Huống chi mỹ nhân không muốn ở với hắn, suýt nữa thì bỏ trốn, bọn họ chỉ đóng vai kẻ ác. Giúp bắt Uyên Ương về, còn giúp hắn bớt đi một khoản tiền lớn, Lữ Thái Chân phải cảm tạ bọn họ mới đúng chứ. Ngô Cân Lượng tính toán trong đầu, cảm thấy không thể ngăn nổi niềm hưng phấn, gần như tê dại. Quả nhiên, đây là một phi vụ mua bán quá lời, dù có phần đen tối nhưng hắn cực kỳ thích. Hắn nhìn Sư Xuân với ánh mắt sáng rực, tràn đầy sự kính nể. Đúng là không hổ danh đại đương gia của Đông Cửu Nguyên, rời khỏi đất lưu đày mà vẫn làm những phi vụ lớn, không thể không phục. Nhìn đám người tụ tập trước cổng, bao gồm cả hắn, ai cũng chỉ đang xem náo nhiệt, ai cũng nghĩ việc này chẳng liên quan gì đến mình và không muốn gây rắc rối. Hóa ra tất cả đều mắt mù, không thấy cả đống tiền ngay trước mắt. Xem ra việc mình chưa rời khỏi đất lưu đày sớm là đúng, nơi này dễ kiếm tiền như vậy, ở lại vài năm nữa còn hơn là ra ngoài sớm. Không còn gì để nói thêm, Ngô Cân Lượng lập tức đảo túi lấy ra 6.000 kim vừa mang từ đất lưu đày về, rồi cứng rắn nhét vào tay Sư Xuân, huynh đệ có việc, ta đương nhiên sẽ hết sức mình. 6.000 kim đây. Xuân Thiên, ngươi biết rồi đấy, ta chỉ có chút tiền ấy thôi. Sư Xuân đẩy lại, không cần, ta đã nói rồi, 4.000 là đủ. Đừng mà. Ngô Cân Lượng có chút vội vàng, số tiền gấp bội này, bỏ ra 4.000 so với 6.000, lợi nhuận sẽ chênh lệch rất lớn. Hắn lại cứng rắn nhét tiền vào tay Sư Xuân, đại đương gia, huynh đệ cùng ngươi vào sinh ra tử, ngươi ăn thịt mà để huynh đệ chỉ uống canh thôi thì có phải quá đáng rồi không? Nhìn người huynh đệ này đang cố gắng đưa tiền, Sư Xuân cười lạnh một tiếng, hắn thật muốn đưa tấm gương cho Ngô Cân Lượng soi để nhìn xem cái vẻ mặt tham lam của mình. Hắn giễu cợt nói, ngươi không định vào Lệ Vân Lâu chơi sao? Không có tiền thì chơi làm sao? Ngô Cân Lượng lúc này cũng chẳng bày trò, thành thật nói, kiếm được tiền thì lúc nào chơi chẳng được. Đại trượng phu biết co biết giãn. Biết rõ tính hắn, Sư Xuân cũng không nói gì thêm, đành bất đắc dĩ nhận, được rồi, tạm thời để ngươi vậy, đến khi cần thì ta sẽ lấy thêm. Ngô Cân Lượng lập tức cười tươi, tốt, nghe theo đại đương gia. Thế là hai người ngồi cùng nhau, rách dưới như hai tên ăn mày, chờ đợi mà không hề cảm thấy nhục nhã. Chờ một hồi lâu, cuối cùng cũng thấy Lão Đông và Đại Thạch Đầu trở về, nhưng còn dẫn thêm một người nữa, cũng là người quen của họ. Đó là Sa Tứ, người dẫn đầu đoàn xe của Bác Vọng Lâu trước đó, trong tay còn cầm một chiếc hộp. Sư Xuân và Ngô Cân Lượng giờ đã biết người này tên là Sa Tứ, nhưng có chút ngạc nhiên. Hắn đã bỏ mặc họ mà đi, vậy giờ lại quay về làm gì? Nhìn chiếc hộp trong tay Sa Tứ, họ hoài nghi, chẳng lẽ mang tiền tới. Nhìn lại, Lão Đông và Đại Thạch Đầu có vẻ mặt không tự nhiên chút nào. Sư Xuân vừa định nói chuyện khách sáo với Sa Tứ, thì Sa Tứ đã mở miệng trước, ngươi muốn mượn 4 vạn kim đúng không? Sư Xuân hơi bất ngờ, nhìn về phía Lão Đông và Đại Thạch Đầu. Hai người này đi tìm tiền, sao lại thành ra là hắn mượn? Nhưng nếu nói là hắn mượn cũng không có gì sai, nên hắn gật đầu, đúng. Sa Tứ chỉ vào Lão Đông và Đại Thạch Đầu rồi nói, bọn họ nói ngươi có thể trả lại trong 3 ngày, có đúng vậy không? Sư Xuân không phủ nhận, gật đầu, nếu không có gì bất ngờ thì trong 3 ngày ta có thể trả lại, thậm chí có thể trả nhanh hơn. Lúc này Sa Tứ đưa chiếc hộp cho Sư Xuân, 4 vạn kim, ngươi kiểm tra xem. Miêu cô nương nói chỉ cần trả vốn là được, không cần trả lãi. Xem như ngươi thoát khỏi đất lưu đày, đây là hạ lễ. Miêu cô nương. Sư Xuân trừng lớn mắt, bất ngờ hỏi,
Miêu cô nương đang ở đây sao? Ngô Cân Lượng cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt. Sa Tứ lập tức quay đầu nhìn về phía Lão Đông và Đại Thạch Đầu, cũng ngạc nhiên mà hỏi, bọn họ không nói cho ngươi biết à? Lần này, vẻ mặt của Lão Đông và Đại Thạch Đầu lộ rõ sự lúng túng. Sư Xuân nhanh chóng hiểu ra vấn đề, đoán được chuyện gì đã xảy ra. Hai tên này đã lén lút đi tìm Miêu cô nương để vay tiền, nhưng không nói với hắn, vì muốn phòng ngừa trường hợp xấu nhất. Nếu khoản đầu tư này thua lỗ, họ không muốn chịu bất kỳ trách nhiệm nào mà sẽ đổ hết lên đầu Sư Xuân. Còn nếu thành công thì họ sẽ kiếm lời thật sự. Miêu cô nương có lẽ cũng thắc mắc tại sao Sư Xuân lại không trực tiếp hỏi mượn tiền, nên đã cẩn thận phái người tới để xác nhận lại. Dù sao thì 4 vạn kim cũng không phải số tiền nhỏ. Thực ra, ngay cả bản thân hắn cũng bất ngờ, không ngờ tên tuổi của mình lại có thể giúp vay được 4 vạn kim từ Miêu cô nương. Ngô Cân Lượng cũng đoán ra hai người kia đã chơi trò lén lút, nên vẻ mặt hắn đầy sự trêu tức, lại có chút đồng tình. Hai vị lão ca này thật khéo lỡ mất cơ hội phát tài lớn rồi. Hắn thầm cười trên nỗi đau của người khác. Sư Xuân và Sa Tứ trước mặt không có thâm giao gì, cũng chưa nói là quen biết. Hắn không rõ nội tình của Sa Tứ, lại không muốn vì chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng tới bát cơm của Lão Đông và Đại Thạch Đầu. Huống chi, tiền cũng đã lấy được, nên hắn chỉ qua loa nói, có lẽ là họ sợ ta xấu hổ, đúng là ta mượn tiền. Cảm tạ tiền bối. Nói rồi, hắn nhận lấy chiếc hộp bằng hai tay, cúi người biểu thị sự cảm ơn. Theo lý mà nói, sau khi đưa tiền xong và nhận lời cảm tạ, Sa Tứ nên đi, nhưng người này vẫn đứng đó, không có ý định rời đi. Sư Xuân lập tức vỗ trán, như chợt tỉnh ngộ, nói, ta sẽ viết giấy nợ cho ngài. Hắn đưa chiếc hộp cho Ngô Cân Lượng. Sa Tứ liền đáp, không cần giấy nợ, Miêu cô nương chỉ muốn biết ngươi định làm gì với số tiền lớn như vậy. Có một số chuyện không nói ra, nhưng nếu làm bậy, thì số tiền đó sẽ bị thu hồi lại. Sư Xuân thoáng chững lại, sau đó nhìn Ngô Cân Lượng, cả hai trao nhau ánh mắt hiểu ý. Sa Tứ nói thêm, ngươi nên kiểm tra lại tiền, tránh hiểu lầm. Sư Xuân hào phóng khoát tay, không cần, Miêu cô nương là người ta có thể tin tưởng. Sa Tứ tỏ ra ngạc nhiên, thấy Sư Xuân không giống người nghèo hèn từ đất lưu đày, nên cũng nhìn hắn với chút tôn trọng, không nói thêm gì nữa. Sư Xuân không biết rằng người ta vẫn có ý định thu hồi tiền bất cứ lúc nào, cứ ngỡ rằng số tiền đã hoàn toàn thuộc về mình, nên để họ xem thì cứ để xem thôi. Vì vậy, hắn chẳng bận tâm nhiều, lấy ra đống tiền lẻ bọc trong vải trắng bẩn thỉu mang từ đất lưu đày về, rồi nhờ Ngô Cân Lượng gom nốt phần của mình, gỡ ra đếm đủ số tiền. Trên lầu, Tú Bà Phượng Trì đi tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy trời đã đến giữa trưa, liền quay đầu trưng cầu ý kiến của Tượng Lam Nhi một chút. Sau đó, bà tìm một chiếc áo choàng khoác lên người Tượng Lam Nhi để che tạm những vết roi in trên thân nàng. Sau đó, hai người ra khỏi phòng và đi xuống đại sảnh ở tầng dưới. Phượng Trì đưa Tượng Lam Nhi vào phòng Tiểu Thiên để nàng tạm nghỉ. Sau khi ra ngoài, Tú Bà Phượng Trì đóng cửa lại, rồi mới đi về phía cửa chính với dáng vẻ lỗ mãng, dửng dưng. Trong phòng Tiểu Thiên, Tượng Lam Nhi nhẹ nhàng kéo mũ áo choàng lên, tập trung lắng nghe mọi động tĩnh bên ngoài, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Các bạn đang nghe truyện Sơn Hải Đề Đăng của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.top. Chương 33, Cự Đao Hiện Thân. Cầu xin rất lâu, Biên Duy Khang, đầu chống xuống đất khóc thảm thiết, giọng đã khản đặc. Thỉnh thoảng hắn đấm xuống đất, biểu hiện sự hối hận vô tận và hận bản thân dữ dội, hận vì mình không thể bảo vệ người phụ nữ mình yêu, đến mức nắm đấm chảy máu. Trước kia, với thân phận đại thiếu gia của Vô Kháng Sơn, hắn chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ bị 5 vạn kim làm khó xử. Ngày hôm nay có lẽ sẽ là ký ức mà hắn khắc sâu trong lòng cả đời. Những người xung quanh xem náo nhiệt, không ai thể hiện chút đồng cảm nào với hắn. Thay vào đó, phần lớn là chế giễu và khinh bỉ. Thậm chí, có người thì thầm với bạn bè bên cạnh, một đại nam nhân đến tôn nghiêm cũng sẵn sàng buông bỏ, thì còn sợ gì nữa, không được thì đi cướp chứ. Chuyện này không xảy ra với họ, nên họ mới nói vậy. Nếu điều này xảy ra với chính họ, liệu họ có dám liều mình cướp không? Chẳng ai biết. Tóm lại, trong mắt người ngoài, hành vi của Biên Duy Khang là một trò cười lớn. Vì một nữ tử thanh lâu mà làm thế này, thật sự là làm mất hết thể diện của Vô Kháng Sơn. Người đến xem náo nhiệt cứ đi một nhóm lại đến một nhóm khác. Lệ Vân Lâu Tú Bà tới. Có người nhắc nhở. Mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía cửa chính của Lệ Vân Lâu, chỉ thấy Tú Bà Phượng Trì, tay cầm khăn lụa. Từng bước lắc lư mông đi xuống 10 bậc thang, những người đứng dưới nhanh chóng dạt sang hai bên nhường đường. Vừa bước xuống bậc thang, Phượng Trì còn chưa đứng vững, thì Biên Duy Khang đã bỏ quỳ đến dưới chân bà,
dập đầu mấy cái rồi ngẩng đầu cầu xin, bà chủ, chỉ còn thiếu 5 vạn, xin ngài thả Lam Nhi trước. Ta nhất định sẽ trả lại ngài, thậm chí trả gấp bội, không, gấp 10 lần cho ngài. Phượng Trì cúi xuống, khinh bỉ nói, gấp 10 lần. Nếu ngươi vẫn là thiếu chủ của Vô Kháng Sơn, ta có thể tin, nhưng bây giờ ngươi lấy gì mà trả? Với trán đẫm máu, Biên Duy Khang đau khổ nói, ta hiểu mà. Xin ngài cho ta thêm chút thời gian. Ta vừa nhận được tin tức, hiện tại không biết phải tìm đâu ra số tiền lớn như vậy. Xin cho ta 2 ngày, không, chỉ cần 1 ngày thôi. Phượng Trì không nhịn được cười. Lời nói này chẳng phải để ngươi không kịp xoay sở sao. Dù ngươi có từng là thiếu chủ của Vô Kháng Sơn, cũng không thể nào kiếm ra tiền nhanh như vậy. Nhưng dù sao, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ngươi vẫn có thể tìm ai đó cho mượn tiền. Bà che miệng cười với khăn tay, thở dài, Biên Duy Khang, ta không phải không cho ngươi cơ hội. Ta đã nói, chỉ cần ngươi có thể mang đến số tiền tương đương trước khi Lữ gia làm điều đó, ta sẽ nể tình Lam Nhi mà bỏ qua cho Lữ gia. Dù sao, mấy năm nay ngươi gọi ta là mụ mụ, vì nguyện vọng của nữ nhi, chịu chút khổ cũng là nên, coi như thành toàn cho mối tình này. Nhưng ngươi không bỏ ra được tiền, cũng không muốn ta đưa người đi đêm nay. Chẳng phải như vậy là đẩy ta vào thế đắc tội với Lữ gia sao? Lệ Vân Lâu sau này còn làm ăn được ở Chiếu Thiên Thành nữa hay không? Biên Duy Khang, làm người không thể ích kỷ như vậy. Lam Nhi yêu ngươi sâu sắc nên mới nuông chiều ngươi, nhưng người khác thì không ai quen biết ngươi cả. Ngươi tự nói xem ngươi có thể làm được gì. Không có tiền, cũng chẳng có năng lực. Bao lâu nay Lam Nhi đã nuôi ngươi, nàng phải mãi nghệ, cười nói với khách khứa để kiếm tiền. Vậy mà ngươi, một đại nam nhân, lại tiêu xài an tâm như thế sao? Ngốc cô nương ấy thậm chí đã dốc hết toàn bộ tài sản tích góp để đưa cho ngươi, mong ngươi giúp nàng chuộc thân. Giờ nàng đã trắng tay, hai người các ngươi không còn gì cả. Nàng đã quen với cuộc sống cơm ngon áo đẹp, sau này sẽ sống bằng gì? Ngươi còn mong nàng tiếp tục nuôi ngươi ư? Hay ngươi lại định để nàng ra ngoài bán thân lần nữa? Cô nương đó ngốc nghếch, không hiểu thế đạo này gian khổ ra sao. Lữ gia có gì không tốt? Theo ta thấy, hắn còn hơn ngươi gấp 100 lần, 1000 lần. Thật sự không hiểu nổi tại sao nàng lại khăng khăng với ngươi đến vậy. Biên Duy Khang, nếu ngươi thật sự muốn tốt cho Lam Nhi, thì buông tay đi. Lời vừa dứt, không ít người xung quanh thở dài lắc đầu. Biên Duy Khang, nước mắt đầy mặt, lắc đầu kiên quyết, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không để nàng chịu khổ. Ta sẽ đưa nàng về lại Vô Kháng Sơn. Lời này vừa thốt ra, trong mắt Phượng Trì lập tức lóe sáng, chính là điều bà đã chờ đợi. Sư Xuân, đang lẫn trong đám đông, nghe xong liền tỏ ra không vui. Ngươi thành thật quay lại Vô Kháng Sơn là đúng, nhưng mang theo một nữ tử thanh lâu về thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nhà họ Biên sẽ mất hết mặt mũi, còn Vô Kháng Sơn làm sao giữ được thể diện? Ai sẽ chấp nhận ngươi quay lại Vô Kháng Sơn? Đối với Sư Xuân, Biên Duy Khang đã bị trục xuất khỏi tông môn, nếu mang theo đầu bài của Lệ Vân Lâu về, chẳng khác nào làm khó chính mình, khiến việc quay về Vô Kháng Sơn càng thêm khó khăn. Mà hắn cũng chẳng thể xen vào, coi như mất toi công sức. Vì vậy, quyết tâm của Sư Xuân càng ngày càng kiên định, hắn nhất định phải bán đầu bài của Lệ Vân Lâu. Đúng lúc này, hắn cũng đang thiếu tiền, vài ngàn kim trong tay chẳng đủ làm gì. Tu luyện cần rất nhiều tài nguyên, nếu chỉ dựa vào tìm việc làm, mỗi tháng kiếm được vài trăm kim thì phải đợi đến bao giờ? Hắn có chí hướng lớn, muốn đứng trên người khác, quyết chí tiến về phía trước. Nếu gặp cơ hội như đầu bài Lệ Vân Lâu này, thì nhất định phải kiếm bộn. Hắn cảm thấy tu vi của mình đã dừng lại một thời gian dài, tu luyện mãi mà không tiến triển gì. Có lẽ đất Lưu Đày thiếu tài nguyên tu luyện. Chuẩn bị đủ tiền, hắn sẽ mua tài nguyên để thử xem có tiến triển không. Trong khi đó, Phượng Trì vui mừng trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng. Bà hừ một tiếng, nói, về Vô Kháng Sơn, ngươi đang nói chuyện hoang đường gì vậy? Nếu ngươi không nghe lời, thì đừng cản trở công việc của chúng ta nữa, ảnh hưởng đến việc làm ăn. Người đâu, kéo hắn ra ngoài cho ta. Lời vừa dứt, từ trên bậc thang lập tức có hai hàng người ào ào chạy xuống. Trong phòng Tiểu Thiên, Tượng Lam Nhi nghe thấy hết, liền nhanh chóng cởi áo choàng, ném sang một bên, bước nhanh tới cửa, định mở cửa lao ra. Ai ngờ đột nhiên có tiếng quát chói tai vang lên, ta xem ai dám, dừng tay. Tiếng quát đầy uy lực, mọi người trong lâu đều nghe thấy rõ. Tượng Lam Nhi giật mình, trong lòng cảm thấy có điều không ổn. Nàng lập tức lùi về phía cửa sổ thủy tinh, hé đầu một góc, lén nhìn ra ngoài. Không chỉ có Tượng Lam Nhi mà cả hiện trường náo nhiệt cũng trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Hai gã hán tử đang nắm lấy cánh tay Biên Duy Khang cũng nghe thấy tiếng quát mà vô thức dừng lại.
những người khác như Hổ Đói cũng lần lượt dừng bước. Biên Duy Khang, bị dồn ép đến mức không thể chịu đựng thêm, đã nắm chặt hai nắm đấm, mắt đỏ ngầu, sát ý hiện rõ. Nhưng tiếng quát bất ngờ cũng làm hắn sững sờ, quay đầu nhìn lại. Lão Đông và Đại Thạch Đầu cũng đồng loạt quay đầu nhìn về phía người vừa quát. Không ngờ đó lại là Sư Xuân, người bên cạnh họ. Cả hai đều ngạc nhiên, tự hỏi đại đương gia đang định làm gì. Sa Tứ cũng không khỏi sững sờ quay đầu nhìn Sư Xuân, thầm nghĩ, người anh em này có ý gì vậy? Hắn vừa trở về từ đất Lưu Đày, không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Theo chân chỉ để xem náo nhiệt, nhưng không ngờ Sư Xuân lại trực tiếp lao vào tình huống, khiến hắn cảm thấy có gì đó không hợp lý, không hiểu được mục đích của Sư Xuân. Tất cả mọi người tại hiện trường đều quay đầu nhìn về phía Sư Xuân. Nhìn thấy hắn mặc đồ rách rưới, rõ ràng còn chịu qua nhiều vết thương, vừa đen đúa vừa nhếch nhác, người của Lệ Vân Lâu không khỏi hất mũi khinh bỉ, nói, từ đâu ra thằng tạp chủng này dám đến đây làm loạn. Nếu không muốn nằm xuống thì cút ngay cho ta. Vừa nói, hắn vừa xắn tay áo, thái độ cảnh cáo rất rõ ràng. Sư Xuân bình tĩnh nói, cân lượng, ai dám làm bậy, trục chết hắn cho ta. Hắn dám lớn tiếng như vậy là vì bên cạnh có ba người của Bác Vọng Lâu đi cùng và vừa đưa cho hắn một số tiền khổng lồ mấy vạn kim. Sa Tứ chắc chắn sẽ không đứng ngoài mà không làm gì. Nếu mọi việc tệ hơn, hắn cũng có thể hô ngừng lại, chẳng mất gì. Việc Biên Duy Khang ra mặt đã được bày ra trước mắt, miễn là không để Tú Bà coi thường thì chuyện sẽ dễ dàng hơn. Hắn đã sống nhiều năm ở đất Lưu Đày, hiểu rõ một điều, ngươi có thể đáp ứng điều kiện của người ta là một chuyện, nhưng người ta có chịu chấp nhận hay không lại là chuyện khác. Quan trọng là xem ngươi có dễ bị bắt nạt hay không. Nếu dễ bị bắt nạt, không phải không có khả năng người ta sẽ tăng giá tạm thời, và trong lúc này, hắn không thể kiếm ra thêm số tiền lớn nữa. Những tình huống tạm thời tăng giá kiểu này, trước kia hắn đã thường xuyên làm. Được rồi. Ngô Cân Lượng lập tức chen lên phía trước, lôi ra một thanh đại đao khổng lồ, vung lên trước mắt mọi người. Hoắc, đúng là đao lớn thật. Những người đang xắn tay áo chuẩn bị hành động liền trợn tròn mắt tại chỗ, có chút hoảng sợ. Chỉ cần không mù thì ai cũng có thể nhìn ra, thanh đao lớn như vậy, đặc biệt là kiểu dáng thô kệch ấy, chắc chắn không phải là vũ khí của người bình thường. Nói cách khác, người sử dụng nó là kẻ vô cùng đáng gờm. Biên Duy Khang nhìn thấy thanh đại đao không giống bình thường, trong mắt cũng dần hiện lên tia hy vọng. Lão Đông và Đại Thạch Đầu thì đầy vẻ nghi ngờ. Cả hai đều đã ở cùng Ngô Cân Lượng nhiều năm, nên hiểu rõ hắn. Ban đầu họ còn cảm thấy hành vi của đại đương gia khó hiểu, nhưng giờ nhìn thấy Ngô Cân Lượng cười một cách hưng phấn và thèm khát. Họ nhận ra rằng chuyện này chắc chắn không phải bột phát, mà có mục tiêu rõ ràng. Sa Tứ thì nghiêng đầu, thầm thì với Sư Xuân, ngươi đừng có làm loạn. Những tay chân của Lệ Vân Lâu đồng loạt quay đầu nhìn về phía bà chủ. Phượng Trì cũng liếc nhìn thanh đại đao một chút, rồi lại thấy những người của Bác Vọng Lâu đang đứng thì thầm với Sư Xuân. Bà lập tức thu hồi vẻ ngang tàng vừa rồi, khuôn mặt nhanh chóng nở một nụ cười đầy ý tứ, dò hỏi, xin hỏi quý khách từ phương nào đến. Chương 34, Hành hiệp trượng nghĩa. Quý khách chưa nói tới, chỉ là nghèo kiết xác mà thôi. Sư Xuân không ngại ngùng gì, chỉ vào bộ dạng rách rưới của mình mà tự giễu một câu, rồi chỉ tay về phía Biên Duy Khang, thả hắn ra. Phượng Trì nháy mắt một cái, không lập tức phản hồi, bà chậm rãi tiến tới, đứng trước mặt Biên Duy Khang rồi hỏi, ngươi quen người này sao? Biên Duy Khang cảm thấy xấu hổ. Hắn làm sao biết được kẻ rách rưới đột nhiên xuất hiện này là ai? Trong số người hắn quen chắc chắn không có ai như vậy. Tuy nhiên, khi thấy có hy vọng, người ta đã vì mình mà ra mặt, Biên Duy Khang liền nhanh chóng hô lên với Sư Xuân, mong công tử giúp ta, ngày sau nhất định sẽ báo đáp gấp bội. Sở dĩ gọi công tử là vì hắn nhìn thấy đối phương tuổi không lớn lắm. Sư Xuân không để ý đến hắn, đáp lại Phượng Trì, quen hay không không quan trọng, điều quan trọng là các ngươi đã quá đáng. Thân phận của hắn, các ngươi đều biết rõ, các ngươi làm nhục hắn như vậy chẳng phải là làm mất mặt Vô Kháng Sơn sao? Ta không thể không can thiệp. Hắn tin rằng chuyện này không sớm thì muộn Vô Kháng Sơn cũng sẽ biết, và dĩ nhiên hắn muốn nhân cơ hội này giúp Vô Kháng Sơn để về sau có thể thuận lợi gặp mặt. Không thể không can thiệp. Nhiều người xung quanh tỏ vẻ ngạc nhiên. Lẽ nào người này có liên quan đến Vô Kháng Sơn? Phượng Trì cười nhẹ, bà cũng nhận ra Biên Duy Khang không quen biết người này, liền rung khăn tay và nói, quý khách nói hơi quá rồi. Một chuyện là một chuyện, chúng ta không dám lôi Vô Kháng Sơn vào. Chúng ta ở đây chưa bao giờ ép buộc ai. Hắn tự chuốc lấy nhục, chẳng liên quan gì đến Vô Kháng Sơn. Các cô nương trong lâu của chúng ta, hắn muốn chuộc thân cho Lam Nhi nhưng lại không có tiền. Không chỉ không để người khác chuộc,
mà còn gây cản trở công việc của chúng ta. Chúng ta thực sự không còn cách nào khác ngoài việc mời hắn rời đi. Quý khách hãy cho chúng ta lý lẽ, ai mới là kẻ quá đáng. Chỉ cần cho ta thêm một ngày, chỉ một ngày nữa thôi. Biên Duy Khang vội vàng nói chen vào, rồi như nhớ ra điều gì, hắn liền hướng về Sư Xuân, công tử, liệu ngài có thể cho ta mượn 5 vạn kim không? Ta sẽ trả lại ngài gấp bội. Sư Xuân vẫn không thèm để ý đến Biên Duy Khang, mà quay sang Phượng Trì nói, chuyện này ta đã thấy hết, chẳng phải chỉ thiếu 5 vạn kim sao. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Sa Tứ, Lão Đông và Đại Thạch Đầu đều thay đổi. Sư Xuân bước tới trước mặt Phượng Trì, rồi tiến tới Biên Duy Khang, vỗ nhẹ vào vai hắn, khen ngợi, sư mẫu luôn ngưỡng mộ những người có tình nghĩa như ngươi. Nếu thế gian này không còn tình cảm, thì sống để làm gì? Tình nghĩa chân thành đáng giá hơn mọi của cải, và ngươi đã chứng minh điều đó. 5 vạn kim, ta cho ngươi mượn. Biên Duy Khang ngừng lại, miệng run rẩy vì xúc động, nước mắt tràn ra, cảm giác như vừa được cứu thoát khỏi bờ vực tuyệt vọng. Cảm xúc này không thể diễn tả thành lời, hắn xúc động đến mức nói không ra tiếng. Sư Xuân quay đầu lại gọi Ngô Cân Lượng, có 5 vạn kim không? Ngô Cân Lượng cười toe toét, đáp lại ngay, có chứ, vừa lấy ra, còn đang nóng hổi đây. Sư Xuân nói, đưa cho bọn họ đi. Ngô Cân Lượng giơ đại đao, gõ nhẹ lên vai rồi dẫn theo chiếc hộp đi ra, đặt mạnh lên chiếc dương của Biên Duy Khang. Hắn hào khí phất tay ra hiệu, đếm xem đi. Đời này hắn chưa bao giờ có cơ hội tỏ ra hào khí như thế, cảm giác trong lòng vô cùng thoải mái. Sa Tứ mặt có chút biến sắc, lại không rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao. Nhìn Sư Xuân hành động có vẻ như đang hành hiệp trượng nghĩa, ra tay giúp Vô Kháng Sơn giữ mặt mũi. Dường như kẻ công tử rách dưới kia có quan hệ không nhỏ với Vô Kháng Sơn, khiến hắn phân vân không biết có nên đoạt lại số tiền 4 vạn kia hay không. Nhưng nghĩ kỹ lại, Vô Kháng Sơn là đại môn phái chuyên về luyện chế phù triện, nhà giàu có. Nếu vay tiền mà không trả, thì Vô Kháng Sơn cũng không chịu nổi cái nhục đó. Hơn nữa, vị công tử kia đã nói rõ, sẽ trả gấp bội. Nghĩ tới đây, Sa Tứ quyết định im lặng, không nói thêm lời nào. Lão Đông và Đại Thạch Đầu thì chăm chú quan sát từng hành động của Ngô Cân Lượng. Dù họ không hiểu rõ nhiều chuyện, nhưng họ biết rõ về Ngô Cân Lượng. Nhìn hắn vung 5 vạn kim ra một cách dễ dàng như vậy, họ càng ngày càng nhận ra có điều gì đó bất thường trong chuyện này. Sư Xuân lúc này quay sang chỉ vào hai tên tay chân đang giữ Biên Duy Khang, quát, còn không mau thả người. Các ngươi dám nói mà không giữ lời, có tin ta đập bể bát cơm của các ngươi không? Cái bát cơm mà hắn nhắc tới chính là Lệ Vân Lâu, ý hắn muốn nói sẽ đập tan Lệ Vân Lâu. Nghe xong, mọi người xung quanh đều nhìn nhau. Dù ở đâu, lúc nào, mà có kẻ công khai làm lớn chuyện tại nơi đầy son phấn như thế này, chắc chắn hắn phải có bối cảnh vững chắc. Dám nói những lời như vậy trước mặt mọi người, nếu không phải là vô tri thì chắc chắn là quá mạnh mẽ. Không biết liệu người này thực sự có tài lực hay không, nhưng 5 vạn kim mà hắn nói ném ra được thì cũng không phải là số tiền nhỏ. 5 vạn đàn kim xác thực không phải con số nhỏ, mà hắn còn mặc đồ rách dưới mà dám tỏ ra hào phóng như vậy, lại có người của Bác Vọng Lâu đi cùng. Tú bà Phượng Trì dù muốn nghi ngờ cũng khó. Tuy nhiên, bà vẫn giữ thái độ cẩn thận. Phượng Trì tiến lên vài bước, mở chiếc hộp ra. Ngay lập tức, ánh sáng tím từ những đồng kim tỏa ra rực rỡ, một hộp đầy kim thật, không phải đồ giả. Đúng là có thực lực để ra tay. Thấy vậy, bà khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho thủ hạ. Hai tên tay chân đang giữ Biên Duy Khang lập tức buông hắn ra. Biên Duy Khang mừng rỡ, ngay lập tức định quỳ xuống tạ ơn Sư Xuân, nhưng bị Sư Xuân ngăn lại, ấy, chỉ là việc nhỏ, không cần khách sáo như thế. Có gì để sau hãng nói. Trước hết, hãy mang người trong lòng của ngươi đi đi. Nói rồi, Sư Xuân quay sang hỏi Phượng Trì, lão bản nương, tiền đã giao, vậy tượng cô nương đâu? Phượng Trì cười, trêu chọc Biên Duy Khang, có quý nhân tương trợ, xem ra ngươi và Lam Nhi thật đúng là duyên phận trời định. Nói xong, bà nghiêng đầu ra hiệu cho thủ hạ, mau mang Lam Nhi đến đây. Tên thủ hạ lập tức gật đầu và đi ngay. Phượng Trì cũng không che giấu bản chất con buôn của mình, bà phất tay ra hiệu cho thủ hạ khác kiểm tra số lượng và thật giả của đàn kim ngay trước mặt mọi người. Phòng tiểu nhân, không phòng quân tử. Sư Xuân cũng ra hiệu cho Lão Đông và Đại Thạch Đầu. Cả hai lập tức bước ra, chăm chú theo dõi người của Lệ Vân Lâu kiểm kê, rõ ràng là đề phòng họ làm trò gian lận. Hai người này đã theo Sư Xuân nhiều năm ở Đông Cửu Nguyên nên phối hợp rất ăn ý. Nếu đến mức này mà không hiểu được ánh mắt của đại đương gia thì quả thực họ đã lăn lộn vô ích. Sau khi thực hiện nhiệm vụ, hai người liếc nhìn nhau, hiểu rõ trong ánh mắt của nhau. Họ thầm nghĩ, cái thói quen này thật khó bỏ. Hiện tại,
Họ đã là người của Bác Vọng Lâu, là người đàng hoàng, không còn là những kẻ cướp bóc trong nhóm Đông Cửu Nguyên nữa. Cả hai cảm thấy có chút chột dạ. Sa Tứ nhìn cảnh này, thầm nghĩ, người của Bác Vọng Lâu mà tham gia vào chuyện này liệu có thích hợp không? Nhưng rồi họ nghĩ lại, đây cũng không có gì sai. Họ nhìn nhau, đã có cách ứng phó. Nơi này có tiền của Miêu cô nương, việc hỗ trợ giám sát có gì là sai. Tất cả những gì diễn ra đều rơi vào mắt Phượng Trì. Bác Vọng Lâu là một thế lực lớn trong giới tu hành. Ngoài địa phủ đã phong bế 800 năm không giao thiệp với bên ngoài, thì sinh ý của Bác Vọng Lâu đã vươn ra mọi nơi. Thành tựu của họ không hề đơn giản. Lệ Vân Lâu ở Chiếu Thiên Thành có thể xem là có tiếng, nhưng so với bên ngoài thì chẳng là gì cả, đặc biệt trước mặt Bác Vọng Lâu, chỉ như hạt cát nhỏ bé, dù rằng đều là buôn bán. Chỉ cần một ánh mắt đã có thể sai khiến người của Bác Vọng Lâu, Phượng Trì càng thêm tin chắc rằng kẻ rách dưới này không phải là người tầm thường. Lúc này, bà cười, tiến lại gần và thăm dò, còn chưa được biết công tử họ tên là gì. Sư Xuân bình thản đáp, Sư Xuân, Sư Xuân. Phượng Trì ngây người một lúc, sau đó mới phản ứng lại, cho rằng đối phương đang trêu chọc mình vì bà điều hành một thanh lâu. Tuy nhiên, với tư cách là người có kinh nghiệm trong những trường hợp thế này, bà không dễ dàng tức giận mà chỉ cười đáp lại, công tử thật biết đùa. Những phản ứng như thế này, Sư Xuân đã thấy nhiều và rất nhạy cảm. Nghe xong, hắn biết ngay đối phương đã hiểu lầm. Gương mặt hắn lập tức trầm xuống, không nói thêm lời nào. Phượng Trì nhận ra sự khó xử, đành cười trừ để giải vây. Nếu đối phương không muốn nói thêm, bà cũng không hỏi nữa, vì sớm muộn bà cũng có cách để điều tra. Tượng. Một người chạy vào đại sảnh của Lệ Vân Lâu, thở hổn hển và ngạc nhiên khi thấy Tượng Lam Nhi với vẻ ngoài bị đánh. Hắn nhìn nàng, bối rối không nói nên lời, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Hắn chỉ nói, Biên Duy Khang đã quyên đủ tiền để chuộc thân cho cô. Lão bản nương gọi cô ra ngoài. Tượng Lam Nhi chỉ đáp lại bằng một tiếng ừ. Vừa rồi, nàng đã trốn ở đây và nhìn thấy một phần sự việc xảy ra bên ngoài, tuy không rõ ràng, nhưng cũng đoán được phần nào. Sau khi người truyền lời đi ra, nàng sờ lên những vết roi trên người và cả trên mặt, cảm giác như tất cả nỗi đau đều là vô ích. Nàng lại tiến tới cửa sổ, nhìn qua một chút tình hình bên ngoài, rồi thu xếp lại cảm xúc, sau đó mới từ từ bước ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện Sơn Hải Đề Đăng của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top, chương 35, làm giả. Lệ Vân Lâu đầu bài quả nhiên không hổ là đầu bài, khi chính thức xuất hiện, ngay lập tức thu hút mọi ánh mắt. Mọi người bên dưới bậc thang đều dồn dập nhìn về phía nữ nhân đang chậm rãi đi xuống, thật đúng là một đại mỹ nhân với vẻ đẹp kiều diễm. Dù trên người có vết thương, trông nàng vẫn vô cùng quyến rũ. Ngô Cân Lượng thầm nghĩ trong lòng, khó trách mà lại đắt giá như thế này. Sư Xuân cũng cảm thấy nàng rất đẹp mắt, nhưng trong lòng hắn vẫn đang tính toán xem làm sao để xuất hàng nàng. Biên Duy Khang thì hai mắt như muốn nứt ra, hướng về phía Phượng Trì với ánh mắt đầy căm phẫn, nắm chặt quyền nói, ngươi đánh nàng phải không? Phượng Trì khẽ phe phẩy chiếc khăn tay, bình tĩnh đáp, nàng không nghe lời khuyên, cứ nhất quyết muốn theo ngươi, ta cũng chỉ muốn tốt cho nàng thôi. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã xong rồi. Nếu như ngươi cảm thấy chuyện này vẫn chưa đủ trọn vẹn, thì có thể không lấy nàng nữa, tiền sẽ được trả lại cho ngươi. Ngươi! Biên Duy Khang giận đến run rẩy, nhưng lại không biết làm gì, chỉ có thể đẩy những người cản đường ra và chạy tới ôm Tượng Lam Nhi, khóc vì quá vui mừng. Việc kiểm đếm 50 vạn đàn kim vẫn tiếp tục, dù sao đây cũng không phải số tiền nhỏ. Vấn đề của việc dùng tiền mặt là đây. Vốn dĩ chỉ cần dùng ngân phiếu là có thể giao dịch nhanh gọn, nhưng ma đạo nhiều lần can thiệp, làm giả rất tinh vi, khiến cho tu hành giới rơi vào tình trạng rối loạn. Do không có biện pháp ngăn chặn việc làm giả, người ta mới quay trở lại sử dụng tiền mặt để giao dịch. Dĩ nhiên, đối với những giao dịch lớn, cũng có thể tìm tới những cơ sở đổi tiền chuyên nghiệp để giải quyết. Tuy nhiên, lúc này rõ ràng là không làm vậy. May mắn thay, Lệ Vân Lâu, vốn nổi tiếng với việc tiêu tiền như nước, có đội ngũ chuyên về kiểm đếm đàn kim. Họ sử dụng pháp khí như cái phễu, việc kiểm đếm diễn ra rất nhanh chóng. Khi mọi việc đã rõ ràng, Biên Duy Khang dẫn Tượng Lam Nhi đến trước mặt Sư Xuân. Sư Xuân, với kinh nghiệm lâu năm pha trộn trong giang hồ, rất nhạy cảm với những biểu hiện bất thường. Hắn mơ hồ nhận thấy ánh mắt của Tượng Lam Nhi, sau khi tỏ lòng biết ơn, lại có thêm một tia quan sát đầy tính toán. Điều này khiến hắn cảm thấy không thoải mái, nhưng nhìn lại bản thân với bộ dạng rách dưới, hắn cố gắng trấn tĩnh lại. Sau khi hoàn tất việc kiểm đếm, xác nhận không có gì sai sót, Sư Xuân liền chìa tay ra trước mặt Phượng Trì, văn tự bán mình của Tượng cô nương đâu. Nếu không đưa cho hắn,
thì nhất định phải đưa cho Tượng Lam Nhi hoặc Biên Duy Khang. Khi đó, hắn sẽ nhắc nhở hai người về việc 5 vạn kim đã trả và yêu cầu giữ văn tự bán mình để đảm bảo. Tóm lại, Sư Xuân nhất định phải lấy được thứ này trong tay, không thể để 5 vạn kim đổ xuống sông xuống biển vô ích. May mắn thay, danh tiếng của Bác Vọng Lâu vẫn còn đủ mạnh, dưới ánh mắt của mọi người và sự có mặt của người từ Bác Vọng Lâu, Phượng Trì cũng không dám suy nghĩ nhiều. Bà thò tay vào áo, lấy ra tờ văn tự bán mình đã chuẩn bị sẵn từ trước. Sư Xuân cầm lấy văn tự, không cần nhìn, liền hỏi Biên Duy Khang, ngươi có nơi để ở không? Hắn không hề lo lắng văn tự bán mình là giả, vì trước mặt bao nhiêu người như vậy, lại có nhiều nhân chứng, nếu làm giả cũng chẳng có ý nghĩa gì. Biên Duy Khang vẫn đang trong cơn xúc động, liên tục gật đầu, có. Sư Xuân nói, được, vậy đi, trước hết hãy đưa hai người các ngươi tới đó. Biên Duy Khang vô cùng cảm kích, gật đầu liên tục. Mấy người xoay người rời đi, nhưng Phượng Trì gọi lại, Lam Nhi, cứ đi như thế này sao? Mụ mụ những năm qua không bạc đãi ngươi, ngươi sẽ không oán ta chứ? Tượng Lam Nhi dừng bước, quay lại, khẽ cúi mình hành lễ. Không nói một lời, nàng chỉ trao cho Phượng Trì một ánh mắt mà cả hai đều hiểu, rồi kiên quyết bước đi theo Biên Duy Khang, dường như không còn chút lưu luyến nào với nơi này. Biên Duy Khang vẫn rất quan tâm đến nàng, không muốn nàng bị đám đông soi mói như một con khỉ trong rạp, nên cởi áo khoác của mình và khoác lên đầu nàng. Khi cả nhóm chen ra khỏi đám đông, Sư Xuân thừa cơ nhét phần văn tự bán mình vào tay Ngô Cân Lượng. Ngô Cân Lượng nhanh chóng thu vào người, phối hợp vô cùng nhịp nhàng, rõ ràng đây không phải lần đầu họ làm việc này, mọi chuyện diễn ra rất trơn tru. Khi đã thoát khỏi đám đông đang xem náo nhiệt, Ngô Cân Lượng lên tiếng, Xuân Thiên, bộ dạng rách dưới này quá gây chú ý, ta sẽ đi mua một bộ y phục mới. Các ngươi đi đâu thì báo lại, ta sẽ tìm các ngươi sau. Biên Duy Khang vội vàng chỉ về hướng đi và nói, bên kia có Vô Ưu quán, ngươi chỉ cần báo tên của ta là có thể tìm tới. Được rồi, Ngô Cân Lượng cười ha ha, thuận tay kéo tay lão đông và nói, ngươi quen đường, dẫn đi nào. Đại Thạch Đầu đang cảm thấy có gì đó không đúng, thì bị một bàn tay vỗ lên vai. Đó là Sa Tứ, kéo hắn sang một bên để tra hỏi. Sa Tứ không hỏi điều gì khác, chỉ hỏi chuyện gì đang xảy ra. Đại Thạch Đầu cũng không rõ chuyện gì, hắn tuy làm ở Bác Vọng Lâu, nhưng vừa mới vào làm, còn phải học hỏi nhiều thứ, nên chưa có thời gian để chú ý tới mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Sau đó, cả hai cùng dứt khoát ngăn lại mấy người đang tản ra sau khi xem náo nhiệt, hỏi chuyện gì đã xảy ra. Khi biết được tình hình của Biên Duy Khang, sắc mặt Sa Tứ lập tức tái xanh, cảm giác như 4 vạn kim kia đã bị đổ xuống sông xuống biển. Hắn hối hận vì đã không hỏi kỹ tình huống trước khi hành động, khiến Miêu cô nương phải chịu liên lụy. Nhưng ai ngờ Biên Duy Khang lại làm ra chuyện như vậy, giờ bảo Lệ Vân Lâu trả lại tiền thì cũng rất khó khăn. Sa Tứ không còn hứng thú tiếp tục đi cùng, lập tức quay trở về để nhanh chóng thông báo tình hình cho Miêu cô nương, để cô tự quyết định. Đại Thạch Đầu cũng đầy nghi hoặc, không hiểu sao đại đương gia lại chắc chắn rằng Biên Duy Khang có thể trả lại số tiền kia gấp bội. Trong lòng hắn mừng thầm vì đã không mạo hiểm quá nhiều, nhưng vẫn thấy lạ lùng. Đại đương gia vốn không phải người thiếu hiểu biết, làm sao có thể ném nhiều tiền như vậy mà không rõ tình hình. Đám người xem náo nhiệt đã tản đi hết, Phượng Trì vẫn đứng yên trên bậc thang hồi lâu, nhìn theo bóng người rời đi. Giữa trưa vốn dĩ không có khách, bà vẫn đưa mắt tiễn họ đi xa. Mặc dù sự việc không diễn ra như mong đợi, trò khổ tình mà bà chuẩn bị để ép Biên Duy Khang vẫn chưa kịp lên sân khấu đã bị phá bĩnh, nhưng phương hướng chính thì không bị thay đổi. Bà ra hiệu, một người hầu bàn có khuôn mặt lồi lõm và thần sắc lạnh lẽo tiến tới. Bà hạ giọng nói, đi điều tra, xem lai lịch của người đó. Người hầu bàn không nói một lời, lập tức rời đi. Trên đường đi, khi trò chuyện cùng Biên Duy Khang và Tượng Lam Nhi, Sư Xuân không che giấu nhiều. Khi được hỏi, hắn liền kể về việc mình vừa mới được thả ra từ đất lưu đày. Không phải vì hắn muốn tỏ ra thật thà, mà vì biết rằng không thể giấu được. Rất có thể, Vô Kháng Sơn sẽ không dễ dàng chấp nhận một người có lai lịch không rõ ràng như hắn. Hai người tình nhân, Biên Duy Khang và Tượng Lam Nhi, không khỏi quay đầu nhìn Đại Thạch Đầu theo sau, ánh mắt đầy sự nghi hoặc. Cả hai thầm tự hỏi, người từ đất lưu đày ra lúc nào trở nên cao cấp như vậy, đi ra ngoài mà còn có người của Bác Vọng Lâu tiếp đón. Biên Duy Khang, dù ngạc nhiên, vẫn tin tưởng phần nào vì trước đó đã chứng kiến Sư Xuân hành động đầy quyết đoán, không chút sợ hãi khi đối mặt với Lệ Vân Lâu, thậm chí còn dọa nạt đập phá nơi này. Nhưng Tượng Lam Nhi lại khó lòng tin nổi. Nhìn bề ngoài của Sư Xuân, hòa nhã và điềm đạm, cô không thể tưởng tượng rằng một người như vậy lại xuất thân từ nơi thô tục như đất lưu đày. Nhận ra sự nghi ngờ trong ánh mắt của họ,
Su Xuân nhẹ nhàng giải thích, các ngươi không thấy hắn cũng đen thui sao? Hắn chỉ ra trước chúng ta vài tháng thôi. Trước đây, chúng ta từng cùng nhau kiếm sống. Nhưng vận may đến với hắn, được gia nhập Bác Vọng Lâu. Biết tin chúng ta ra ngoài, hắn mới đến gặp lại. Nghe xong, hai người nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn không thể hết tò mò. Liệu người từ đất lưu đầy có thể thật sự có khí phách lớn như vậy? Họ bắt đầu hoài nghi những tin đồn mà mình từng nghe trước đây. Vô Ưu Quán là một nơi khá đẹp, nằm khảm vào vách đá treo leo, có thể ngắm nhìn toàn cảnh hẻm núi rộng lớn. Đây là chỗ mà Biên Duy Khang thường trú ngụ. Theo lời của Phượng Trì, nơi này do Tượng Lam Nhi trả tiền để nuôi dưỡng Biên Duy Khang. Khi cả nhóm vừa đến cổng Vô Ưu Quán, Ngô Cân Lượng đã nhanh chân chạy tới, theo sau còn có Lão Đông. Lúc này, Ngô Cân Lượng trông như một người hoàn toàn khác, mặc một bộ y phục trắng như tuyết, càng làm nổi bật làn da ngăm đen, khiến người ta không khỏi cảm thấy sự kết hợp này thật kỳ quặc. Trên vai, hắn còn mang theo một thanh đại đao đen to lớn. Ngô Cân Lượng cười vui vẻ, tự hào hỏi mọi người, ta chọn bộ đồ này thế nào? Biên Duy Khang chân thành khen ngợi, không tệ, không tệ, thật sự có con mắt tinh tường đấy, huynh đệ. Nhưng ngay sau đó, hắn không kìm nổi mà trao đổi ánh mắt với Tượng Lam Nhi. Cả hai đều cảm thấy bộ trang phục này và phong cách của Ngô Cân Lượng rất hợp với hình ảnh một người vừa ra khỏi đất lưu đày. Thế nào? Quần áo thế nào? Ngô Cân Lượng tiếp tục xoay quanh Sư Xuân, tỏ ra vô cùng hào hứng. Lợi dụng lúc ánh mắt của mọi người xung quanh không chú ý, hắn khéo léo nhét phần giấy văn tự bán mình vào trong bộ quần áo rách nát của Sư Xuân. Tất cả diễn ra rất tự nhiên và đầy ăn ý. Sư Xuân tiếp tục mỉm cười khi nhận lời mời của Biên Duy Khang, nhưng vẫn từ chối bước vào phòng với lý do trang phục bẩn thỉu của mình. Anh ta tự giễu rằng việc ở đất lưu đày khiến không thể chăm lo về vẻ ngoài, đặc biệt là quần áo. Biên Duy Khang không muốn để Sư Xuân đứng ngoài, nài nỉ mời vào phòng. Tuy nhiên, Sư Xuân giơ tay dừng lại, quyết định không làm phiền họ trong khoảnh khắc tình cảm, đồng thời viện cớ rằng họ còn phải đi thăm vài người bạn khác. Đột nhiên, như nhớ ra điều gì, Sư Xuân lấy từ trong áo ra văn tự bán mình của Tượng Lam Nhi, mở ra và đọc qua nội dung. Nội dung văn tự cho biết cô đã bán mình vào Lệ Vân Lâu để chữa bệnh cho cha và cam kết bán thân trong 30 năm. Sau khi xem xét, Sư Xuân phát hiện còn khoảng 10 năm nữa là hết thời hạn. Anh không thể giấu được sự bất ngờ khi nói với Tượng Lam Nhi, hóa ra ngươi vì cha chữa bệnh mà bán mình vào Lệ Vân Lâu. Tượng Lam Nhi chỉ lặng lẽ gật đầu, khuôn mặt ảm đạm. Không chút do dự, Sư Xuân xé toang văn tự bán mình trước sự chứng kiến của tất cả. Hắn không chỉ xé nát mà còn thi pháp để văn tự tan biến hoàn toàn. Sau đó, với giọng dứt khoát, anh nói, tốt, từ nay về sau, Tượng cô nương, ngươi đã tự do. Lão Đông đứng nhìn mà không thể tin vào mắt mình. Chính hắn là người chứng kiến Ngô Cân Lượng tạo ra văn tự giả. Văn tự đó không phải của Tượng Lam Nhi mà là do Ngô Cân Lượng ngụy tạo. Chữ ký, dấu tay đều là của Ngô Cân Lượng, tất cả đều hoàn toàn giả mạo. Việc xé tan văn tự này chỉ là một màn kịch dàn dựng kỹ lưỡng. Lão Đông suy nghĩ hồi lâu và đi đến kết luận rằng đây là một chiêu trò của Sư Xuân và Ngô Cân Lượng. Nếu Biên Duy Khang không thể trả nợ, họ có thể sử dụng văn tự bán mình giả này để uy hiếp và tiếp tục thao túng tình hình. Chương 36, Bái Phỏng. Ngô Cân Lượng suýt nữa cười đến ngả người ra sau khi thấy tờ văn tự bán mình bị xé toang. Hắn cười ha hả, rồi liếc nhìn về phía Lão Đông. Khi thấy Lão Đông vẫn còn biết điều, hắn mới yên tâm. Thật ra, khi đi làm việc giả mạo này, hắn thực sự không muốn dẫn theo Lão Đông. Chính xác hơn là không muốn cho Lão Đông thấy việc này. Tuy nhiên, không còn cách nào khác, hắn chưa quen với cuộc sống ở đây và trong thời gian ngắn muốn tìm được một nơi giao dịch vật phẩm bề ngoài lại không dễ, huống chi còn phải tìm người để thanh toán. Nhìn tờ văn tự bán mình bị xé thành cặn bã rơi xuống đất, Biên Duy Khang mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn chắp tay nói với Sư Xuân, Sư Huynh, ngươi yên tâm, khoản tiền mượn của ngươi, ta nhất định sẽ sớm trả lại. Để ta viết cho ngươi một tờ giấy nợ. Nói xong, hắn quay người muốn vào phòng tìm bút mực và giấy. Sư Xuân kéo tay hắn lại, thôi được rồi, ngươi có lòng là tốt rồi, không cần giấy nợ đâu. Ta không tin Biên Huynh làm người sao, nếu ta không tin ngươi, ta đã không cho ngươi mượn tiền. Trả nợ không vội, từ từ rồi sẽ tính, khi nào có thì trả. Lão Đông khẽ nhếch khóe miệng, âm thầm lắc đầu. Quả nhiên, đại đương gia vẫn là đại đương gia, dù chuyện lớn hay nhỏ cũng không làm trì hoãn việc cư xử tốt với người khác. Ngược lại, Sư Xuân chẳng nói gì thêm, cũng không chịu lấy giấy nợ. Hắn vung tay, từ chối và trực tiếp dẫn người đi một cách thoải mái. Tuy nhiên, Biên Duy Khang vẫn kiên trì tiễn người đến tận bên ngoài Vô Ưu Quán, nhìn theo họ thật lâu mới quay trở về.
Khi vừa trở lại phòng, thấy Tượng Lam Nhi đang chờ, Biên Duy Khang không kìm được cảm xúc, tiến lên định ôm nàng một cách dịu dàng, nhưng lại bị nàng nhẹ nhàng từ chối và đẩy tay ra. Duy Khang, ngươi có phải cũng nghĩ rằng ta xuất thân từ Thanh Lâu nên có thể tùy ý khinh bạc như thế không? Nhìn thấy Tượng Lam Nhi hai mắt đã đẫm lệ, dáng vẻ mềm yếu đáng yêu khiến ai gặp cũng phải yêu thương. Câu hỏi bất ngờ khiến Biên Duy Khang giật mình, vội vàng khoát tay, biểu thị rằng không phải như vậy và bảo nàng đừng hiểu lầm. Tượng Lam Nhi không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt, rồi lặng lẽ tìm đồ vật. Sau đó, nàng kéo Biên Duy Khang ngồi xuống, dịu dàng giúp hắn xử lý vết thương trên trán và tay. Trong khoảnh khắc ấy, Biên Duy Khang cảm thấy đắm chìm trong hạnh phúc ấm áp, quả thật, nam nhân dễ dàng bị dỗ dành như vậy. Xuống núi, Đại Thạch Đầu cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi Sư Xuân, đại đương gia, tại sao ngươi lại không lấy giấy nợ? Biên Duy Khang đã không có khả năng trả nợ, lại không có giấy nợ, 5 vạn kim biết bao giờ mới trả nổi. Vừa nghe xong câu này, Ngô Cân Lượng cười hắc hắc mà không nói gì. Lão Đông cũng ha ha hai tiếng nhưng không muốn nói trắng ra trước mặt mọi người, chuẩn bị sau này tiết lộ cho Đại Thạch Đầu biết. Đại Thạch Đầu không phải kẻ ngốc, nhìn hai người cười xấu xa, hắn cũng biết chắc chắn bên trong có lý do. Chiếu Thiên Thành Bác Vọng Lâu nằm ngay trước cửa hẻm núi dẫn ra hồ, cũng được xây dựng trên vách đá dựng đứng, với quy mô hùng vĩ và mái ngói cong tráng lệ. Đây là một địa điểm thu hút nhiều khách qua lại. Bác Vọng Lâu mang chữ Bác, chỉ ra rằng cửa hàng này buôn bán rất rộng, tựa như một cửa hàng tạp hóa khổng lồ. Ngoài những cửa hàng chuyên bán từ sản phẩm đặc biệt, độc quyền hoặc những ngành nghề đặc thù như Lệ Vân Lâu, hầu như Bác Vọng Lâu đều có liên quan đến tất cả các lĩnh vực. Không ai có thể cạnh tranh lại với quy mô và sự đa dạng của Bác Vọng Lâu. Lúc này, trên tầng cao của một ngôi nhà, trong một căn phòng rộng rãi hướng ra phong cảnh non sông tuyệt đẹp, sổ sách chất đống nhưng được sắp xếp gọn gàng, bày biện trang nhã. Một nữ tử thanh nhã đứng dậy từ phía sau án thư, bước ra ban công dựa vào lan can, phóng tầm mắt ra xa. Dưới cặp lông mày như tranh vẽ, lộ rõ nét khí chất thoải mái và hào phóng. Vẻ đẹp thanh tú kết hợp với bộ váy màu vàng nhạt tung bay trong gió, làn da trắng mịn của nàng tựa như sương tuyết xuân tươi mát, nàng đứng giữa cảnh đẹp của trời đất, như một bức tranh mỹ lệ. Đôi mắt lớn đầy tinh anh của nàng là di truyền từ mẫu thân. Mẹ của nàng chính là Lan Xảo Nhan, người cai quản sinh ngục Bác Vọng Lâu, còn nàng là Miêu Diệc Lan, vị tiểu thư danh giá. Sa Tứ đứng bên cạnh, tỉ mỉ báo cáo lại quá trình Sư Xuân vay mượn. Nghe xong, Miêu Diệc Lan lẩm bẩm một câu, thế nhân nếu không có tình, sống một đời còn có ý nghĩa gì? Hai người yêu nhau còn đáng quý hơn tiền tài vô số. Nàng nhìn xa xăm, đôi mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ, như đang tìm kiếm người có thể cùng nàng chia sẻ một tình yêu chân thành. Sa Tứ vội vàng giải thích, lời tán dương Biên Duy Khang có tình có nghĩa chẳng qua là một cái cớ. Hắn đơn giản chỉ vì muốn thu lại khoản tiền gấp bội. Miêu Diệc Lan quay đầu nhìn hắn, cười thú vị, chẳng lẽ hắn không thể thực sự vì có tình có nghĩa mà ra tay giúp đỡ sao? Khi mới quen biết Sư Xuân, nàng không chắc chắn rằng sẽ nói những lời như thế, bởi vì lúc Sư Xuân cố ý tiếp cận nàng, nàng đã cảm thấy hắn muốn lợi dụng để leo lên. Việc có leo lên được hay không là một chuyện, điều thú vị là biểu hiện của Sư Xuân khi đó đã thu hút sự chú ý của nàng. Dù Sư Xuân cố gắng hết sức để nịnh nọt và khiến nàng vui vẻ, nhưng ngay từ đầu nàng đã biết rằng giữa hai người không thể có gì sâu sắc. Chênh lệch địa vị chỉ là một khía cạnh, trong lòng nàng còn khó mà chấp nhận mùi hôi hám từ những người ở nơi lưu đày, một thứ mùi bẩn mà dù có tẩy rửa bao nhiêu lần cũng không thể sạch được. Đây không phải vì nàng khinh thường hay phân biệt, bằng hữu bình đẳng thì có thể, nhưng để làm người đàn ông của nàng thì nàng không thể chấp nhận. Nàng luôn tự cho rằng mình có đạo đức tốt, không phân chia cao thấp giữa người với người. Nhưng sau khi đến đất lưu đày, nàng mới hiểu rằng khoảng cách giữa người nghèo và kẻ giàu không phải là thứ mà đạo đức có thể san lấp được. Mỗi khi nghĩ đến điều này, trong lòng nàng lại cảm thấy đau xót. Sự tiếp cận của Sư Xuân cũng khiến mẹ nàng, Lan Xảo Nhan, trở nên cảnh giác. Bà đã sớm bí mật điều tra thân thế của Sư Xuân, kết quả khiến mẹ nàng vô cùng bất ngờ. Câu hỏi đầu tiên mà bà dành cho nàng là, tiểu tử đó thật là một người hiếm thấy. Sau đó, bà còn cảm khái, cậu ta là người có tình có nghĩa. Nàng tự nhiên muốn hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra, sau đó mẫu thân của nàng đã kể lại cho nàng nghe về quá khứ của Sư Xuân tại Đông Cửu Nguyên, nơi hắn lớn lên nhờ bữa cơm của trăm nhà. Khi hắn trở thành người trưởng quản Đông Cửu Nguyên, hắn đã thề với mọi người rằng ân tình mà họ dành cho hắn vẫn luôn ghi nhớ. Hắn cam đoan sẽ dốc toàn lực đưa mọi người ra khỏi nơi lưu đày này và hắn sẽ là người cuối cùng rời đi. Chỉ cần còn một người chưa ra ngoài, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ rơi họ. Qua nhiều năm, hắn thực sự giữ lời hứa,
lần lượt đưa hơn vài chục người ra ngoài. Dù con số không nhiều, nhưng xét về thời gian và hoàn cảnh địa lý của Đông Cửu Nguyên, ngay cả nàng cũng hiểu rằng tỷ lệ này thật sự là rất cao. Mẫu thân của nàng muốn nhấn mạnh rằng nơi đây không giống như bên ngoài, mà là đất lưu đày. Những người dân khổ sở sống trong đau đớn tại đây, muốn thay đổi số phận của mình, khao khát ra khỏi nơi này, một khao khát mãnh liệt đến nỗi máu đã đổ không ít. Không biết bao nhiêu thân xác đã ngã xuống vì khao khát đó. Việc từ bỏ hàng chục cơ hội rời đi trong suốt những năm đó là điều mà người ngoài khó có thể tưởng tượng nổi. Tin tức mới nhất cho biết, Đông Cửu Nguyên đã từng đưa hơn 100 người ra ngoài và Sư Xuân thực sự là người cuối cùng rời đi. Chính vì điều này mà sau khi tra xét nội tình của Sư Xuân, mẫu thân nàng đã không còn cảnh giác với hắn như trước. Bà coi đó như việc mở một mắt, nhắm một mắt. Vì vậy, khi Sa Tứ nói rằng Sư Xuân giúp Biên Duy Khang vì có tình có nghĩa, Sa Tứ không tin, nhưng nàng lại có chút tin tưởng. Bởi vì theo mẫu thân nàng, trong xương cốt của Sư Xuân, hắn là một người có tình có nghĩa. Do đó, khả năng lớn là Sư Xuân cũng đã giúp Biên Duy Khang vì lý do này. Câu nói thế nhân nếu đều không có tình, người sống một đời còn có ý nghĩa gì? Hai người yêu nhau đáng quý hơn tiền tài vô số đã thực sự thấm vào tâm hồn nàng. Sa Tứ không hiểu những suy nghĩ sâu xa này, vẫn khăng khăng nói, không thể nào, đơn thuần là một cái cớ thôi. Hắn chỉ muốn kiếm được tiền lời gấp bội. Hiện tại vấn đề là, Biên Duy Khang căn bản không có khả năng trả nợ. Còn 4 vạn kim đó, nếu Sư Xuân không lấy lại được thì sao? Miêu Diệc Lan mỉm cười, không trả ngay thì cũng phải để hắn nghĩ cách mà trả. Ta sẽ cho hắn công việc tại Bác Vọng Lâu, trừ dần từ lương hàng tháng cho đến khi nào trả hết nợ. Quỵt nợ là không được phép. Sở dĩ khi Sư Xuân vừa mở lời vay tiền, lại còn là số tiền lớn đến 4 vạn kim, nàng đã ngay lập tức bảo Sa Tứ mang tiền đến giao. Bởi vì mẫu thân nàng từng nói rằng, những người như Sư Xuân, khi ngươi thật sự giúp hắn, hắn sẽ không bao giờ quên ân tình đó. Dĩ nhiên, nàng cũng nghe nói rằng Sư Xuân vay tiền vì gặp phải việc gì cấp bách. Vì nàng đã quen biết Sư Xuân lâu như vậy, và hắn chưa bao giờ yêu cầu nàng bất kỳ điều gì, chứ đừng nói đến việc vay tiền. Sa Tứ tròn mắt ngạc nhiên, không trả được tiền mà ngươi còn giúp người ta tìm công việc tốt. Bác Vọng Lâu là nơi mà người bình thường có thể tùy tiện vào làm sao? Đây là muốn người ta trả nợ hay là muốn làm rối loạn sổ sách? Hắn đã từng nghe kể về chuyện Sư Xuân theo đuổi Miêu cô nương khi ra vào đất lưu đày, nhưng liệu có thể như thế thật sao? Hắn không khỏi âm thầm suy nghĩ khi thấy tình cảnh trước mắt. Lúc này, bên ngoài vang lên giọng của Lão Đông, Miêu cô nương. Miêu Diệc Lan quay người đáp lại, mời vào. Lão Đông nhanh chóng tiến vào, đến trước mặt nàng và cẩn thận bẩm báo, Sư Xuân đang ở dưới lầu, nói muốn bái phỏng ngài. Ngài có muốn cho hắn lên không? Không có sự cho phép, tầng trên của Bác Vọng Lâu không phải ai cũng có thể tự ý bước lên. Miêu Diệc Lan cười nhạt, nói, thật là thú vị, cứ mỗi 3 tháng hắn lại đến gặp một lần. Không ngờ rằng rời khỏi sinh ngục, vẫn còn có thể gặp lại hắn. Đã đến rồi thì mời lên. Vâng, Lão Đông cúi người rồi quay bước ra ngoài. Miêu Diệc Lan bước đến bàn làm việc của mình, đưa tay khẽ chỉ vào góc bàn, nơi đặt một chiếc lồng vũ. Ngay lập tức, những bông tuyết bay lượn quanh đó. Đây là một loài chim lông vũ hiếm gặp, gần như đã tuyệt chủng, mà nàng được Sư Xuân tặng sau khi hắn mưu sinh tại đất lưu đày. Hắn từng nói rằng chỉ có nàng mới xứng với món đồ đẹp đẽ này. Sau này, Miêu Diệc Lan cũng thừa nhận nó thật sự rất đẹp và đã để nó ở góc bàn làm vật trang trí. Đôi lúc, khi nàng mệt mỏi, ngồi nghỉ ngơi cạnh bàn, nàng thổi nhẹ vào những sợi lông vũ và ngắm nhìn bông tuyết bay phất phới, tạo ra cảm giác thư giãn và làm nàng nhớ về sinh ngục như một người bạn đồng hành. Dưới lầu, trong hành lang lầu 1 của Bác Vọng Lâu, nơi phân loại các khu bán hàng, Sư Xuân đang thực hiện lời hứa với chính mình. Hắn đã nhờ Đại Thạch Đầu dẫn mình đến khu bán sách. Nơi đây có đủ loại sách với rất nhiều chủng loại phong phú. Sư Xuân nhìn một lúc, không biết nên chọn loại nào, liền hỏi một câu, chủ quán, sách nào bán chạy nhất ở đây? Nhìn dáng vẻ rách rưới của Sư Xuân, người hầu bàn tỏ ra không mấy tôn trọng. Tuy nhiên, khi thấy Đại Thạch Đầu mặc bộ y phục mới của Bác Vọng Lâu giống hệt như của mình, hắn không nói gì thêm. Nhanh chóng lấy một cuốn sách từ trên kệ, rồi ném về phía Sư Xuân, cuốn này hiện đang bán chạy nhất. Sư Xuân tập trung nhìn vào cuốn sách. Trên bìa viết rõ ràng là Sơn Hải Đề Đăng. Hắn chưa nhìn qua nội dung nhưng liền quyết định ngay, tốt, cho ta 2 cuốn này. Các bạn đang nghe chuyện Sơn Hải Đề Đăng của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top, chương 37, ta không xứng. Thế là người hầu bàn lại tiện tay ném quyển sách ra, bộ dạng vẫn không mấy nhiệt tình với việc tiếp đón. Sư Xuân quay đầu lại, nói với Đại Thạch Đầu,
ngươi trả tiền. Đại Thạch Đầu liếc mắt nhìn Ngô Cân Lượng, có chút bất đắc dĩ. Trước đó hắn đã hứa với Ngô Cân Lượng sẽ mời bữa này, mà việc mời cũng chẳng có gì to tát. Nhưng mua hai quyển sách giống hệt nhau là có ý gì? Có vẻ như một quyển để cho người to con hơn. Ngô Cân Lượng rất hào hứng, cũng nghĩ rằng mình sẽ có một phần. Ai ngờ Sư Xuân lấy cả hai quyển sách cùng một lúc, rồi quay đi. Ngô Cân Lượng và Đại Thạch Đầu nhìn nhau không nói gì, một người bước theo, người kia thanh toán tiền. Mấy người chưa đi xa thì gặp lại Lão Đông vừa trở về sau khi đi báo tin. Lão Đông nói với Sư Xuân rằng cô nương Miêu đã đồng ý gặp mặt. Sư Xuân tỏ ra không vội, bảo rằng phải thay áo trước đã rồi mới nói tiếp. Khi ở vùng đất Lưu Đày, mỗi lần hắn đi gặp cô nương Miêu đều phải ăn mặc chỉnh tề, đến đây càng không thể xuề xòa. Lão Đông đành phải khuyên hắn nhanh lên, không để cô nương Miêu phải đợi lâu. Bọn họ liền tiến thẳng đến khu bán quần áo. Sau một hồi lựa chọn, Sư Xuân chọn đôi giày màu đen, bên trong là một bộ quần áo đơn giản và cuối cùng là một chiếc áo khoác màu xanh lam. Lúc đầu hắn cũng định mua bộ màu trắng vì nghĩ rằng màu trắng trông sẽ tao nhã và nổi bật hơn. Nhưng sau khi thấy Ngô Cân Lượng mặc thử, hắn nhận ra màu trắng thật sự không phù hợp nên từ bỏ ý định. Sau khi mặc xong bộ trang phục mới, cài châm gọn gàng lên tóc, trông hắn quả thực là một chàng trai trẻ đầy phong thái. Tuy nhiên, làn da ở mu bàn tay, bờ môi và xương gò má vẫn còn thô ráp, sạm màu, khó mà cải thiện ngay lập tức. Khi lên lầu, Sư Xuân đưa một quyển sách cho Ngô Cân Lượng cầm, còn hắn giữ một quyển trong tay. Trên đường đi, bọn họ bị ngăn lại vài lần và cũng phải trả lời một vài câu hỏi, cuối cùng mới gập ghềnh đến trước cửa phòng của Miêu Diệc Lan. Sa Tứ đứng tiếp đón ở cửa, và khi mấy người bước vào trong, họ thấy Miêu Diệc Lan đang cầm bút. Chiếc lông vũ đẹp đẽ trên bàn đã được cô thu lại, không có ý gì khác, chỉ là không muốn Sư Xuân hiểu lầm khi nhìn thấy. Cô chỉ đơn thuần thích thú với vẻ đẹp của chiếc lông vũ, không có ý nghĩa gì khác. Sư Xuân ngay lập tức dừng lại, nghiêng người tựa vào kệ sách bác cổ, hai tay khoanh trước ngực, ôm quyển sách trước ngực, hai chân bắt chéo, bày ra một tư thế mà hắn cho là rất phong độ, rồi nhìn thẳng vào Miêu Diệc Lan. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi bất chợt đồng thời nở nụ cười. Dù cười là vậy, Miêu Diệc Lan vẫn không rời mắt khỏi Sư Xuân, ánh mắt lướt qua từng chi tiết trang phục của hắn, lần đầu tiên nàng thấy đối phương ăn mặc gọn gàng như thế. Thoạt nhìn, hắn trông có vẻ văn nhã hơn, nhưng nàng biết rõ rằng sự văn nhã ấy chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Không phải do nàng tinh tường nhận ra, mà là từ những lời mẹ nàng đã nói, biết được nhiều điều về hắn. Quá trình tranh giành, ganh đua không cần nói đến, chỉ biết rằng có rất nhiều linh hồn đã khuất dưới tay hắn. Thấy nàng dò xét như vậy, Sư Xuân lập tức đứng thẳng người, rồi giang hai tay xoay một vòng, tỏ vẻ hài hước, thế nào, có phải không còn thấy ta quê mùa nữa không? Hóa ra hắn cũng tự nhận biết trước kia mình trông rất quê mùa, đặc biệt là trước mặt Miêu Diệc Lan, nay hắn tự tin hơn và muốn chứng tỏ điều đó. Trông rất tinh thần, Miêu Diệc Lan khen, giọng nhẹ nhàng. Nàng còn không quên dùng ngón tay gõ nhẹ, ra hiệu về phía Ngô Cân Lượng, giọng nói dịu dàng, to con. Sự ôn nhu, nhẹ nhàng ấy khiến người ta không thể không cảm thấy dễ chịu khi nhìn nàng. Ngô Cân Lượng cười tươi, vui vẻ đáp lại, Miêu cô nương khỏe. Sư Xuân tiến tới, lấy quyển sách kia ra, hai tay dâng lên, ta không biết ngươi đã đọc qua hay chưa, nhưng ta vừa mua, là quyển sách đầu tiên trong đời ta mua, tặng ngươi. Đại Thạch Đầu đứng phía sau, nhìn thấy cảnh này mà lập tức cảm thấy khó chịu, muốn lên tiếng, đây chẳng phải là tiền của ta mua sao. Hắn thực sự cảm thấy bực mình, đồ mình mua để tặng người, mà bản thân lại chẳng bỏ ra đồng nào. Ngô Cân Lượng chỉ nhếch miệng cười, ý vị như xem một trò vui, bởi hắn biết rằng Sư Xuân chỉ đang chơi đùa với cô nương Miêu. Sa Tứ, vốn dĩ luôn lạnh nhạt, cũng không khỏi mở rộng tầm mắt, cuối cùng cũng được chứng kiến sự thật của những điều trước kia chỉ nghe qua lời đồn. Miêu Diệc Lan đứng dậy nhận quyển sách, vỗ nhẹ lên bìa, mỉm cười nói, ngươi vừa mở miệng đã tặng quà lớn thế này, được rồi, đã mua thì ta nhận. Sư Xuân không nói thêm gì, chỉ khoanh tay sau lưng, bước đi trong phòng, ngắm nhìn xung quanh, rồi tiến ra ngoài ban công. Hắn ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, trời xanh mây trắng, quay đầu nói lớn, nơi này quả nhiên tốt hơn nhiều so với trong ngục. Miêu Diệc Lan cũng bước ra ban công, nhìn quanh một lần rồi gật đầu đồng ý, cũng không tệ. Rõ ràng nhìn qua có vẻ tốt hơn, nhưng đối với nàng, hiện tại chỉ có thể coi là bình thường. Miêu Diệc Lan vừa hâm mộ Sư Xuân, vừa ghé vào lan can, nhẹ nhàng nói, thật tốt. Hai tay nàng cũng vịn vào chắn ngang, hỏi, ra ngoài có tính toán gì không? Sư Xuân đang thưởng thức cảnh đẹp, đáp, đi một bước xem một bước.
ta sẽ mau chóng trả lại ngươi 4 vạn đàn kim mà ngươi đã cho mượn. Miêu Diệc Lan gợi ý, có muốn đến Bác Vọng Lâu không? Ta có thể giúp các ngươi hỏi một chút, vấn đề cũng không lớn. Ngô Cân Lượng ở trong nghe thấy, hai mắt lập tức sáng lên. Lão Đông và Đại Thạch Đầu nhìn nhau, cười nhẹ, thật tốt khi có thể ở bên nhau như vậy. Sa Tứ thì trong lòng thầm nghi ngờ, chẳng lẽ cô nương Miêu lại có ý với tên này thật sao? Sẽ không. Sư Xuân nhẹ nhàng từ chối, ta nghĩ mình tự tìm chút việc làm. Khi những lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Ngô Cân Lượng thì hơi gấp gáp, tự hỏi tại sao lại không muốn vào Bác Vọng Lâu. Đó là cơ hội tốt mà người khác còn không cầu được, sao lại từ chối nhỉ? Miêu Diệc Lan khó hiểu hỏi, Bác Vọng Lâu không tốt sao? Sư Xuân giải thích, không phải Bác Vọng Lâu không tốt, mà là những người khác đều biết cả. Ta muốn quá nhiều. Miêu Diệc Lan nghiêng đầu, ngạc nhiên nhìn hắn, chợt cười nhẹ và lắc đầu, quả nhiên là đã ra ngoài, không thể so với thời kỳ Lưu Đày, không cần giả bộ nữa. Trước đây, chỉ cần nàng mở miệng, hắn sẽ lập tức bày ra dáng vẻ sẵn sàng xông pha. Hắn không hề giữ lý lẽ, mỗi lần gặp nhau đều là những lời tâm tình nặng nề. Giờ đây, hắn đột nhiên im lặng, làm nàng có chút không quen. Không phải vậy đâu, ngươi xinh đẹp như vậy, lại tốt bụng. Ta thật sự thích ngươi, có thể là ta không xứng với ngươi. Sư Xuân nói xong, đưa tay khoác lên lan can, trượt xuống, đặt tay mình cạnh tay nàng. Một tay trắng muốt mềm mại, một tay thô ráp và nứt nẻ, dễ dàng nhận ra hai bàn tay này có vận mệnh hoàn toàn khác nhau. Hắn cười hỏi, ngươi cảm thấy mình xứng sao? Nếu ngươi có thể nói ra hai chữ xứng, ta sẽ từ bỏ tất cả, không đi đâu cả, an tâm ở bên cạnh ngươi. Ngươi muốn ta làm gì đều được, có xứng không? Hắn nhìn nàng, chờ đợi câu trả lời. Người trong phòng đều im lặng chờ đợi Miêu Diệc Lan trả lời. Quả thật, không thể không nói, khi dính đến những lời như vậy, mọi người trong phòng nhìn hai bóng lưng trên ban công mà cảm thấy họ rất xứng đôi. Gió thổi nhẹ làm lay động váy áo của Miêu Diệc Lan. Sau một lúc nhìn thẳng vào mắt Sư Xuân, nàng tránh ánh mắt hắn, nhìn ra nơi xa, dùng giọng điệu nhẹ nhàng trêu chọc để từ chối, ngươi lại tới. Ta nhắc nhở ngươi, đùa giỡn ở Chấp Từ Thành có quy định, không ai dám động thủ, nhưng ở đây thì không giống vậy đâu, sẽ bị người đánh đấy. Sư Xuân nhanh chóng nhận ra, trực tiếp bỏ qua vấn đề đó, rút tay lại và nói, trước giờ ta không biết ngươi có thích những thứ ta tặng hay không. Diệc Lan, nếu có thứ gì ngươi thích và muốn, ta sẽ xem có cơ hội nào để tặng cho ngươi. Hắn thực sự không biết phải làm sao để báo đáp. Nếu không phải nhờ Lan Xảo Nhan ở Chấp Từ Thành giúp đỡ, có lẽ hắn và Ngô Cân Lượng đã không còn sống để ra khỏi đó. Hiện giờ Miêu Diệc Lan không chỉ là một người quen, mà còn cho hắn mượn 4 vạn kim, ơn nghĩa giữa họ thật sự rất lớn. Nhưng giờ đây, hắn lại không biết làm gì để báo đáp, chỉ có thể tìm cách giúp đỡ nàng. Miêu Diệc Lan khẽ lắc đầu cười, cảm ơn, thật sự không cần. Vì đã nói như vậy, Sư Xuân dù có chút tiếc nuối cũng không muốn kéo dài thêm chủ đề này. Hắn buông tay khỏi lan can và nói, Diệc Lan, vừa nhìn thấy ngươi bận, mà ta cũng có chút chuyện, sẽ không quấy rầy ngươi nữa. Rảnh rỗi ta lại đến thăm ngươi. Yên tâm, tiền ta nhất định sẽ sớm trả lại cho ngươi. Hiện tại, hắn chỉ muốn tìm cách kiếm tiền, không thể để tiền trong tay mình lại không có giá trị. Miêu Diệc Lan không giữ lại, cũng không nhắc đến chuyện tiền bạc, chỉ nói, Lữ Thái Chân ở Chiếu Thiên Thành có thực lực, ngươi đã làm mất mặt hắn, có nghĩ đến hậu quả không? Ta biết, không có gì lớn. Sư Xuân bình tĩnh lắc đầu, rồi chắp tay chào từ biệt, quay người rời đi. Khi đi qua bên Ngô Cân Lượng, hắn dừng lại một chút, nhẹ nhàng đập mu bàn tay vào ngực hắn và hỏi, Miêu cô nương có ý tốt, Bác Vọng Lâu, ngươi có đi không? Ngô Cân Lượng bối rối vò đầu, không biết nên quyết định thế nào. Thế là Sư Xuân không can thiệp thêm nữa, tự mình nhanh chóng rời đi. Lão Đông và Đại Thạch Đầu lập tức theo sau. Ngô Cân Lượng vẫn đang gấp gáp gãi đầu bứt tai, trong khi Miêu Diệc Lan kiên nhẫn nhìn hắn với vẻ hứng thú. Người đứng ngoài quan sát có thể thấy rõ ràng rằng Ngô Cân Lượng sẽ ở lại, nhưng bất ngờ, hắn đột nhiên dậm chân một cái mạnh, phát ra tiếng động, rồi chắp tay cáo từ Miêu Diệc Lan, Miêu cô nương, quay đầu ta cùng Xuân Thiên sẽ đến thăm người. Nói xong, hắn quay người, vác theo đại đao rồi chạy vội đi. Miêu Diệc Lan nhìn theo hắn, sau đó im lặng một lúc, rồi quay sang Sa Tứ nói, sang đây xem ta một chuyến, nếu xảy ra chuyện cũng không thể nào nói nổi. Tình hình kinh tế của ngươi trước đó có chút thả lỏng, nên nhìn chằm chằm vào điểm này. Nếu Lữ Thái Chân thật sự ra tay, bọn họ không thể qua được cửa ải này đâu. Ngươi chỉ cần ngăn cản một chút, nếu cần thiết có thể nói với mẹ ta rằng bọn họ là người của mẹ ta. Chương 38, tìm kiếm. Lệ Vân Lâu, không khí im ắng,
thân xác người hầu bàn không chút cảm xúc. Hắn bước lên bậc thang đến phượng trì, người đi theo hiểu ý, nhanh chóng đến chỗ cầu thang ngoặt, tiến vào hành lang gần đó, rồi đẩy cửa phòng ở giữa ra. Vừa đóng cửa, người hầu bàn lấy ra một tờ giấy và đưa cho Phượng Trì. Phượng Trì mở ra, xem xét ghi chép, bỗng dừng lại với âm thanh kỳ lạ mới từ đất lưu đầy ra ngoài. Sư Xuân, ừm, hóa ra không phải Tư Xuân nó. Nàng cau mày suy nghĩ một hồi, rồi nói, cái này thật đúng là khó mà xác nhận, đất lưu đầy không thể tùy tiện ra vào để tìm hiểu tin tức. Ngoài Bác Vọng Lâu ra, chỉ có Sinh Ngục Thành là dễ dàng ra vào hơn. Nàng lắc đầu, được rồi, ta sẽ tự mình tìm cách xác nhận. Người hầu bàn không nói gì thêm và lặng lẽ rời đi. Ra khỏi Bác Vọng Lâu, Sư Xuân quay đầu nhìn Ngô Cân Lượng, người đang có vẻ ủ rũ và đắm chìm trong cảm giác thất bại. Cũng chính vì vị này có những lựa chọn không sáng suốt, hắn mới có thể nói cho đối phương về bí mật cái tinh vân tím lấp lánh trong cơ thể hắn, cũng như truyền thụ cho Ngô Cân Lượng cách phá giải định thân phù, chuẩn bị cho những thời khắc quan trọng mà không mắc sai lầm. Điều này dĩ nhiên là tiền đề rằng Ngô Cân Lượng đã biết về sự tồn tại của cái tinh vân tím đó. Bên cạnh hắn lúc này có ba người, đều là những lão huynh đệ đông cửu. Hắn có những bí mật mà không muốn chia sẻ với Lão Đông và Đại Thạch Đầu. Bởi vì hắn hiểu rằng, trước những lựa chọn vừa qua, Lão Đông và Đại Thạch Đầu chắc chắn sẽ chọn những gì tốt nhất cho bản thân họ. Hắn không nghĩ rằng lựa chọn của bọn họ là sai lầm. Nếu không thể cho người khác những lựa chọn tốt hơn, thì vấn đề này rốt cuộc là của ai? Không gặp phải những lựa chọn tương tự, đông cửu nguyên lão huynh đệ vẫn luôn cho rằng người ngoài đáng tin hơn, như trong tình huống này. Lão Đông nhanh chóng tiến lại gần Sư Xuân, kéo tay áo hắn và trịnh trọng nhắc nhở, Biên Duy Khang với 5 vạn kim hoặc 10 vạn kim có thể kiếm được tay, tuy là tốt, nhưng Miêu cô nương nói cũng không sai. Tại Chiếu Thiên Thành, không ai dám đoạt nữ nhân của Lữ Thái Chân, cho dù là thành chủ cũng không làm chuyện phá hỏng như vậy. Chuyện như vậy, tin tức 8-9 phần 10 đã truyền đến bên Lữ Thái Chân. Hiện giờ hai người đã không thể tự do đi lại, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Nơi này không giống Chấp Từ Thành, mặc dù cũng có quy tắc, nhưng không dễ ngăn chặn những người có quyền thế. Họ thực sự có can đảm để hành động lén lút trong thành. Sư Xuân nghe vậy liền kỳ quái nói, ai nói ta muốn kiếm tiền từ Biên Duy Khang? Hắn nghèo đến mức phải nhờ nữ nhân nuôi, làm sao có tiền để ta kiếm? Lão Đông và Đại Thạch Đầu đều kinh ngạc, trong khi Ngô Cân Lượng, với vẻ ủ rũ, lại bật cười hắc hắc một chút. Sư Xuân tiếp tục, yên tâm, Lữ Thái Chân hiện tại còn không dám đụng đến ta. Nghe vậy, hai người hầu bàn của Bác Vọng Lâu thở dài. Đại Thạch Đầu lắc đầu nói, đại đương gia, nói thật, ngươi nghe không vui, nhưng trong mắt người ta, ngươi chẳng là gì cả, thực sự không có ai dám động vào ngươi đâu. Ít nhất trước mắt họ không dám động đến, Sư Xuân nói, vừa duỗi ngón tay vuốt nhẹ lên cổ áo thêu chữ Bác bằng tơ bạc của mình. Chỉ cần có hai người từ Bác Vọng Lâu đi theo ta. Nếu Lữ Thái Chân thực sự để mắt tới ta, thì hắn cũng phải biết ta đã từng qua Bác Vọng Lâu. Nếu không biết rõ lai lịch của ta, hắn chắc chắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Những người có quyền thế thực sự gan lớn hơn chúng ta, nhưng có thể đôi khi họ còn nhát gan hơn chúng ta. Hắn tạm thời gác lại chuyện khẩn cấp về Biên Duy Khang, chủ yếu vì muốn đến Bác Vọng Lâu thăm Miêu Diệc Lan. Vừa để thể hiện lễ phép và lòng cảm tạ, vừa muốn cố gắng tạo dựng hình ảnh tốt trong mắt nàng. Hắn cũng không ngờ lại gặp được Miêu Diệc Lan cùng với Lão Đông ở đây. Nếu đã gặp thì không dùng thì thật phí phạm, có thể tiết kiệm được không ít thời gian và công sức. Khi chưa quen với cuộc sống nơi đây, bản thân hắn còn rất yếu đuối, việc kiếm sống cũng không dễ dàng. Ngoài việc cần gan dạ, còn phải thật cẩn thận. Ai? Lão Đông lại không khỏi thở dài, đại đương gia, ngươi nói cũng đúng, nhưng chỉ có thể là lừa gạt nhất thời. Có thể lừa gạt nhất thời cũng đã đủ rồi. Sư Xuân phất tay, trực tiếp chuyển chủ đề. Hắn nhìn xung quanh, thấy người đi lại, rồi vẫy tay dẫn ba người đến một chỗ yên tĩnh bên hồ, bắt đầu tính toán sổ sách. Lão Đông, Đại Thạch Đầu, trước đó 4 vạn lượng sổ sách tính thế nào? Nói đến đây, hai người hầu bàn từ Bác Vọng Lâu bỗng cảm thấy xấu hổ, ngay cả Lão Đông cũng chỉ có thể nhỏ giọng nói, là Miêu cô nương cho ngươi mượn, ai cũng biết, nói nữa cũng không có ý nghĩa. Đi thôi, ta mời các ngươi ăn bữa ngon. Sư Xuân ngăn cản cánh tay của hắn, ăn cái gì không vội, dù sao cũng là huynh đệ một trận. Sau này có được chuyện, 4 vạn ta không thể cho các ngươi, nhưng mỗi người 1 vạn thì được chứ. Hai người xấu hổ lúc này ánh mắt lập tức sáng lên, chợt nở nụ cười. Lão Đông nói, được, chờ ngươi kiếm được rồi hãy nói. Thấy hai người có vẻ hưng phấn, Sư Xuân quyết định không thể để họ mất động lực. Hắn quay sang Ngô Cân Lượng, Cân Lượng,
Hai thằng này đi uống nước suối ở Đông Cửu Nguyên Lâu, chỉ cần họ nhìn không thuận mắt thì hai người chúng ta cũng chẳng khác gì. Để bọn họ mở rộng tầm mắt một chút, nói cho họ biết chúng ta chuẩn bị kiếm số tiền đó như thế nào. Hắc hắc, để cho các ngươi mở mắt một chút nhé. Nghe cho kỹ, Lệ Vân Lâu đầu kia bán cái gì thì Lệ Vân Lâu cũng bán, chúng ta cũng bán cái đó. Ngô Cân Lượng cười bí ẩn, chuẩn bị nói về việc đem tượng Lam Nhi bán cho Lữ Thái Chân. Ê! Nghe xong, hai người hầu bàn bừng tỉnh đại ngộ, cùng nhau hít sâu một hơi, vẻ mặt kinh ngạc, đều trừng mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía Sư Xuân, đồng thanh hỏi, 20 vạn kim. Sư Xuân giả bộ khiêm tốn, với bộ dạng châm chọc, phủi phủi quần áo, không có cách nào, mới đến, chưa quen với tình huống bên ngoài, trước tiên làm thử mười mấy vạn đã, rồi lại nói sau. Hắc hắc. Ngô Cân Lượng thích thú với sự không biết xấu hổ của hắn, khiến mọi người cười rộ lên. Hai người hầu bàn im lặng rất lâu, trong đầu tính toán sổ sách, sắc mặt thay đổi đủ kiểu, trong đó không thiếu sự hối hận. Để đạt được mục đích, Sư Xuân không thể để họ lãng phí cơ hội. Hắn thẳng thắn nói, có hai chuyện muốn các ngươi làm. Vô Ưu Quán cho chúng ta làm chỗ đặt chân, tiền các ngươi ra, bỏ ra bao nhiêu đều coi như các ngươi đầu tư. Ta nói lời giữ lời, quay đầu đã kiếm được, các ngươi tiêu bao nhiêu cũng sẽ gấp bội trả lại. Được, không có vấn đề. Lão Đông và Đại Thạch Đầu liên tục gật đầu đồng ý, trên mặt nở nụ cười hài lòng. Cười thỏa mãn một hồi, Lão Đông lại hỏi, 50 vạn đồ vật, bán 20 vạn có phải quá rẻ không? Ta thấy bán 30 vạn hoặc 40 vạn cũng có thể thử một lần, kiếm thêm một chút. Đại gia, chẳng phải là... Hắn liếc nhìn xung quanh, rồi cười hắc hắc. Ý của hắn rõ ràng là, nếu đại đương gia không chấp nhận, thì chúng ta cũng không ngại lấy phần lớn hơn. Lời này lập tức nhận được sự đồng tình từ Ngô Cân Lượng và Đại Thạch Đầu, cả hai cùng gật đầu, tán đồng. Sư Xuân lại không do dự, khoát tay từ chối, nơi này không phải Đông Cửu Nguyên, chúng ta chẳng phải là cái gì. Chúng ta còn quá yếu, khẩu vị và tuổi tác đều không được, nếu bán quá nhiều, có thể sẽ bị chết no. Chỉ có thể ăn thực sự dễ chịu, mới xem như vào bụng của chúng ta. 20 vạn với chúng ta đã là đủ, thêm một đồng đàn kim cũng không thích hợp. Hắn tiếp tục, chuyện thứ hai, cuộc mua bán này mặc dù với Lữ Thái Chân, nhưng ta không muốn tự mình đàm phán với hắn. Ta cần các ngươi ở bên cạnh hắn giúp ta tìm kiếm một người thích hợp để đàm phán. Mọi người đều không hiểu, Ngô Cân Lượng nghi hoặc hỏi, tại sao? Sư Xuân đáp, không có gì đặc biệt cả. Lữ Thái Chân ở Chiếu Thiên Thành là nhân vật bậc nào, sao có thể để ý đến ta? Dù ta đưa tiện nghi đến cửa cũng vô dụng. Nếu hắn có thể ra 50 vạn kim để mua một mỹ nhân, ta lo rằng chưa chắc hắn sẽ để ý đến việc tiết kiệm lợi nhuận. Nếu đổi lại là ngươi, có người đột nhiên đến đưa cho ngươi món lợi, ngươi có thể không nghi ngờ hay không? Ngươi có dám mạo hiểm nhận lấy không? Như vậy thì, Ngô Cân Lượng sờ sờ cằm, lẩm bẩm. Vì lợi ích của mình, Lão Đông cũng bắt đầu quan tâm, hỏi, ngươi muốn tìm kiếm loại người nào? Sư Xuân trả lời, cần tìm người ở gần Lữ Thái Chân một chút, có thể giúp ta nắm bắt tượng Lam Nhi, bán trao tay cho hắn. Dùng tiền có khả năng mua được, các ngươi chắc chắn đừng nói là ở đây lâu như vậy, mà trên mặt bàn ở Chiếu Thiên Thành vẫn không biết chút tin tức nào. Đại Thạch Đầu, với vẻ trầm ngâm, đột nhiên nói, Tào Phác Thanh, cháu trai Sầm Phúc Thông, hẳn là có thể được. Sầm Phúc Thông, Lão Đông suy tư một chút, rồi cũng khẽ gật đầu. Sư Xuân lập tức hỏi, người nào vậy? Lão Đông giải thích, Tào Phác Thanh chính là tổng quản của Lữ Thái Chân, còn Sầm Phúc Thông là cháu trai của hắn. Nhờ có cậu cậu, Sầm Phúc Thông ở trong thành này cũng khá có chút địa vị. Tuy nhiên, hắn có điểm lêu lổng, không làm việc đàng hoàng, nhưng đối với tiền bạc, hẳn là không từ chối. Thì ra là một cháu trai. Ngô Cân Lượng lẩm bẩm. Sư Xuân cười nói, tốt, chính là hắn. Nói cho hắn biết, có người nguyện tặng hắn 10 vạn kim, chỉ vì muốn kết giao bằng hữu. Đừng tiết lộ ai là người tặng tiền, chỉ cần bảo hắn đến Vô Ưu Quán tìm ta là được. Ngươi không cần phải lộ diện trực tiếp, dù sao ngươi cũng là người của Bác Vọng Lâu, không nên tham gia vào những chuyện này. Chỉ cần tiêu ít tiền tìm người chân chạy, còn mình thì quan sát từ xa là tốt, một phần vạn có biến cũng có thể tránh được ảnh hưởng đến ngươi. Tốt, ta đây hiện tại liền đi. Lão Đông hỏi ý kiến một chút, thấy không có vấn đề gì, lập tức chấp hành. Có tiền đương nhiên phải kiếm. Sư Xuân liền chạy về phía Vô Ưu Quán. Sa Tứ đã thay đổi trang phục, âm thầm theo dõi Sư Xuân, thấy một nhóm người phân ra hai đường, hắn có chút buồn bực. Rất muốn xem Lão Đông làm gì, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tập trung vào mục tiêu chính là Sư Xuân. Các bạn đang nghe chuyện Sơn Hải Đề Đăng của tác giả Dược Thiên Sầu tại Thư Viện Sách Nói miễn phí.
truyện đọc việt.top. Chương 39, khuyên về. Vô Ưu Quán vốn là một khách sạn, không đông đúc khách, chỉ cần có tiền, tự nhiên sẽ có gian phòng. Hoàn cảnh ở đây không tệ, giá tiền cũng không rẻ. Bình thường, Đại Thạch Đầu sẽ không nỡ chi tiêu phung phí như vậy, nhưng lúc này hắn lại rất hào phóng, không có chút nào chê đắt, dường như còn cảm thấy không đủ tiện nghi. Tóm lại, hắn sẵn sàng chi tiền một cách thoải mái. Sư Xuân chọn một gian phòng yên tĩnh ở góc. Trong phòng, hắn lướt qua một vòng, tìm Ngô Cân Lượng muốn cái bản Sơn Hải đề đăng, đặt trên bàn bên cạnh, có đánh dấu động vật lãnh thổ nghi ngờ. Hắn chợt nắm lấy tay của Đại Thạch Đầu, chỉ ra ngoài cổng khách sạn, bảo rằng nếu phát hiện Sầm Phúc Thông đến, thì phải lập tức thông báo cho hắn. Hắn không có thời gian chờ đợi, rời khỏi gian phòng, nhẹ nhàng bước đến cửa phòng của Biên Duy Khang và gõ cửa. Cửa mở ra, lộ ra Biên Duy Khang, người trông chừng như một lính canh, đầu bọc vải trắng để xử lý vết thương. Khi thấy Sư Xuân đứng bên ngoài với bộ dạng chỉnh tề, hắn có chút sửng sốt, gần như không nhận ra, nhưng may mắn là làn da đen nhẻm của Sư Xuân không khó để phân biệt. Thêm vào đó, Ngô Cân Lượng to lớn đứng bên cạnh cũng dễ dàng nhận ra. Biên Duy Khang liền cất giọng, "Sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Hai vị mau mời vào trong." Sư Xuân không vội vàng, lịch sự giải thích, "Bằng hữu đã thấy qua, vừa vặn cũng ở đây, nên đến chào hỏi Biên huynh. Phòng của ta ở bên trái nhất trong khách sạn, nơi hẻo lánh kia." Nói xong, hắn hướng vào trong phòng liếc một cái, "Có được không? Sẽ không quấy rầy chứ?" Hắn tỏ ra lịch sự, dù sao cũng có dáng vẻ của một người có nữ quyến bên cạnh. Đang khi nói chuyện, rèm châu trong phòng mở ra, tượng Lam Nhi xuất hiện, thu dọn lại những gì chật vật, rửa sạch duyên hoa, hiện ra với vẻ đẹp kiều diễm, xinh đẹp hơn bao giờ hết. Người xem không khỏi ngạc nhiên, "Ân công tới, không sao, mời vào." Tượng Lam Nhi đi tới đứng sau lưng Biên Duy Khang, hai tay để trước bụng, thần thái điềm tĩnh, không kiêu ngạo cũng không tự ti, hành lễ rất đúng mực. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng và dễ nghe, rõ ràng đã được dạy dỗ bài bản. "A ha, ta đây sẽ không khách khí." Sư Xuân vui vẻ bước vào, theo sau là Ngô Cân Lượng. Sau một hồi khách sáo và mời ngồi, Tượng Lam Nhi như một cô gái hiền thục, phục vụ trà nước cho khách. Đây là một việc rất bình thường, nhưng đối với Sư Xuân và Ngô Cân Lượng, đây là lần đầu tiên họ được trải nghiệm loại hình thức tiếp đãi như vậy, cảm giác rất thoải mái và dễ chịu, đến mức họ không biết phải nói gì. Hai người vốn định đến đây để có một bữa ăn no đủ, nhưng vì sự việc diễn ra quá vội vàng, họ không thể tận hưởng thời gian ở đây, phải dừng lại để bàn chuyện quan trọng hơn. Ngay cả việc mời khách của Đại Thạch Đầu cũng phải tạm hoãn, vì Sư Xuân cảm thấy việc hiện tại quan trọng hơn. Sau khi đặt chén trà xuống, Biên Duy Khang chủ động hỏi, "Sư huynh, đến đây, có phải có điều gì dặn dò không?" Sư Xuân tay bưng chén trà, mỉm cười lắc đầu, sao dám có dặn dò gì, chỉ là đột nhiên nhớ ra có việc quên hỏi. "Hai người trông có vẻ không có tiền, nếu như thế thì không bằng tạm thời dựa dẫm vào ta lấy trước một chút, hiểu khẩn cấp đi." Đáng ra là tới để mang lại sự ấm áp, nhưng lời nói này lại khiến Biên Duy Khang cảm động đến mức không biết nên nói gì. Thế là Tượng Lam Nhi lên tiếng, "Mấy ngày tiêu xài vụn vặt, tiền vẫn phải có." Dù nói như vậy, nàng lại lén lút liếc nhìn đối phương, cảm giác vị ân công này có vẻ hơi nóng lòng quá mức. "Vậy thì tốt." Sư Xuân gật đầu, cảm thấy yên tâm hơn một chút, nhưng vẫn lo lắng nói, "Bất quá, nếu các ngươi tiếp tục như vậy, chỉ sợ không phải kế lâu dài. Nếu có gì khác cần dự định hay cần ta hỗ trợ, Biên huynh cứ mở miệng. Ta ở phía đối diện luôn tán thưởng ngươi, đừng khách khí với ta." Nói đến dự định, Biên Duy Khang có chút do dự, "Ta vẫn đang suy nghĩ về điều này." Sư Xuân cất giọng quái dị, "Trước đó tại Lệ Vân Lâu, ta nghe Biên huynh nói muốn dẫn Tượng cô nương trở về Vô Kháng Sơn, phải chăng ta đã nghe lầm?" Biên Duy Khang thở dài, "Ta đương nhiên muốn mang nàng trở về, nhưng chắc hẳn sư huynh cũng nghe nói, ta bị trục xuất khỏi tông môn. Về đó không biết tông môn có tiếp nhận hay không, ta sợ đi tay không." Nghe thấy lời này, Tượng Lam Nhi cúi đầu, biểu hiện ảm đạm. Sư Xuân nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, nghiêm mặt nói, "Biên huynh, ta không dám đồng ý với lời ấy. Đều nói Nam Nhi lời hứa ngàn vàng, nếu đã hứa hẹn mang Tượng cô nương về nhà, vì sao lại nuốt lời? Tha thứ ta nói thẳng, nếu vì lo lắng mà không dám thử, há chẳng phải phụ lòng ý tốt của Tượng cô nương mà cũng không để người khác chế nhạo. Điều phiền toái hơn chính là, đây không phải là nơi Tượng cô nương ở lâu. Biên huynh dù đã chuộc thân cho Tượng cô nương, nhưng không thể ngăn chặn Lữ Thái Chân nhòm ngó sắc đẹp của nàng. Biên huynh có chắc chắn đảm bảo rằng Tượng cô nương không có sơ hở nào không? Một khi có sai lầm, thì cả người lẫn của hai sẽ mất, hối hận đã muộn,
cần phải quyết đoán và hành động sớm. Lời nói của Sư Xuân khiến Biên Duy Khang bỗng nhiên đứng dậy, nhắc đến Lữ Thái Chân nhòm ngó, hắn thật sự có chút không yên lòng. Ngô Cân Lượng có chút ngạc nhiên, không hiểu tại sao Xuân Thiên lại nói những lời này, nhưng hắn biết chắc rằng tên này không có ý tốt gì. Ngươi có nguyện cùng ta trở về Vô Kháng Sơn không? Biên Duy Khang hỏi Tượng Lam Nhi với giọng điệu dịu dàng. Tượng Lam Nhi ôn nhu gật đầu, thiếp thân tâm không hai ý, không có gì cản trở, lang quân ở đâu, thiếp thân sẽ ở đó, muôn lần chết cũng không hối hận. Biên Duy Khang trong khoảnh khắc xúc động muốn ôm nàng, nhưng bên cạnh, Sư Xuân đột nhiên vỗ bàn, làm hắn suýt giật mình. Tốt! Sư Xuân đứng dậy, vỗ ngực nói, tốt một câu muôn lần chết không hối hận, không uổng công ta tấm lòng thành. Các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn các ngươi gặp khó. Trên đường này, hai huynh đệ của ta nhất định sẽ toàn lực hộ tống, nếu có hung hiểm, trước tiên hãy cầm thân thể của chúng ta đi lội. Ngô Cân Lượng trong lòng thoáng hiện ra vô số nghi vấn, ý nghĩa gì đây? Nữ nhân này đã ở trong tay, cần gì phải kéo dài như vậy? Hắn không thể hỏi ra miệng, nhưng trong lòng hiểu rằng nếu Xuân Thiên đã nói như vậy, nhất định có lý do. Hắn gật đầu ừ một tiếng, ta thứ nhất lội. Thói quen xông lên đầu vẫn không thay đổi. Biên Duy Khang vội vàng buông tay Tượng Lam Nhi, chắp tay nói, sư huynh, sao dám làm phiền, không dám làm phiền. Chúng ta tự mình có thể trở về. Sư Xuân giơ tay ngăn lại, Biên huynh không cần nhiều lời. Trên đường thêm một người, lực lượng sẽ nhiều hơn một phần. Hơn nữa, tình huống của ngươi và Tượng cô nương rất đặc thù, Vô Kháng Sơn chưa chắc đã tiếp nhận thuận lợi các ngươi. Chúng ta đi cùng cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau, có chuyện gì cũng có thể cùng nhau bàn bạc. Mặc dù nói vậy, trong lòng hắn lại thầm nghĩ, tốt nhất đừng buộc ta đề cập đến chuyện mượn tiền. Nếu đối phương nhất định phải từ chối việc hộ tống, thì hắn chỉ có thể ám chỉ một cách khéo léo rằng các ngươi đã mượn tiền của ta, không cho đi theo, ngươi chạy mất dạng có phải hợp lý không? Tượng Lam Nhi nhanh chóng liếc nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia lăng lệ kỳ lạ, nhưng ngay lập tức lại hạ mắt, giữ nguyên vẻ dịu dàng như trước. Cũng may, những lời này thực sự chạm đến lòng Biên Duy Khang. Hắn biết rằng việc trở về Vô Kháng Sơn không dễ dàng. Hắn chắp tay nói, nếu như vậy, xin làm phiền sư huynh. Nếu có thể thuận lợi trở về Vô Kháng Sơn, đại ân của sư huynh nhất định sẽ được hậu báo. Nói xong, hắn bỗng ngơ ngác một chút, nhận ra mình gọi sư huynh ngày càng tự nhiên. Sư Xuân cười nhạt, có thể nhận được Biên huynh hậu báo, đã chứng tỏ Biên huynh đã thành công quay về tông môn. Vậy ta rất mong đợi có được hậu báo. Chỉ mong là vậy. Biên Duy Khang cười khổ một hồi, rồi nhìn quanh những người bên cạnh, hỏi, khi nào xuất phát? Sư Xuân đáp, theo lý thuyết, nên sớm không nên muộn, nhưng hắn chỉ vào mình và Ngô Cân Lượng, chúng ta từ đất Lưu Đày ra ngoài, một đường bôn ba đến tận đây chưa nghỉ ngơi, nghĩ nên nghỉ ngơi một đêm rồi đi, sáng mai thì thế nào? Thấy Tượng Lam Nhi không có ý kiến gì, Biên Duy Khang cuối cùng cũng đồng ý, tốt, vậy sáng mai. Sự tình như vậy được quyết định, hai vị khách đến thăm cũng cáo từ. Trở lại nhà mình, Ngô Cân Lượng lập tức đóng cửa, quay người tiến lại trước mặt Sư Xuân, hạ giọng hỏi, làm cái gì? Nói như thật vậy, ngươi không thật nghĩ sẽ đưa bọn họ đi Vô Kháng Sơn chứ? Sư Xuân thấp giọng trả lời, Tượng Lam Nhi mới đáng giá mấy đồng tiền. Đáng giá chỉ là làm một chuyến mua bán, không phải kế lâu dài. Vô Kháng Sơn mới là nơi chúng ta phát tài. Vô Kháng Sơn là nơi luyện chế định thân phù, ngươi quên ta làm sao phá định thân phù à? Hắn chỉ vào mắt phải của mình, lẫn vào Vô Kháng Sơn mới có thể tìm được cơ hội. Nếu chúng ta có thể luyện chế định thân phù, sau này sẽ không phải lo lắng về tiền bạc. Chỉ cần giúp Biên Duy Khang khôi phục thân phận thiếu tông chủ, trả lại cho chúng ta 5 vạn hoặc 10 vạn cũng không thành vấn đề. Số tiền đó thật sự đáng để chúng ta đi một chuyến. Quan trọng hơn là có hắn bảo vệ, chúng ta mới có thể ở lại Vô Kháng Sơn một cách yên tâm và từ từ đạt được mục đích của chúng ta. Ngô Cân Lượng nghe vậy, hai mắt sáng lên, không thể kiềm chế được mà bắt đầu sờ soạng trên thân đao, lòng đầy hưng phấn, cứ hắc hắc cười không ngừng. Đột nhiên, hắn như nhớ ra điều gì, cái đó, cái đầu bài còn bán không? Nói nhảm, người mua đều sắp đến. Không phải, Xuân Thiên, nếu ngươi bán cái đầu bài đó, Biên Duy Khang há có thể bỏ qua cơ hội này. Hắn có thể giúp chúng ta vào Vô Kháng Sơn, mới là lạ. Ngốc à, ta có thể để hắn biết sao? Coi như hắn không biết, người sống sờ sờ không thể không thấy, hắn chắc chắn sẽ vội vã tìm kiếm. Nếu không tìm thấy người, hắn sẽ không trở lại Vô Kháng Sơn. Sư Xuân ngồi xuống ghế, khoanh chân lại, xem thường nói, không thấy chắc chắn có lý do. Không phải tự dưng mà biến mất, mà là đầu bài tự mình rời đi. Đầu bài cảm giác mình là nữ tử phong trần,
có thể chậm trễ để Vô Kháng Sơn tiếp nhận Tình Lang. Vì tương lai của Tình Lang mà nghĩ, nàng dứt khoát rời đi. Trước khi đi, nàng đã nhường chúng ta nắm lấy cơ hội này cho Biên Duy Khang. Chỉ cần Biên Duy Khang trở về tông môn, nàng tự sẽ đến gặp hắn. Ngô Cân Lượng chớp mắt một cái, cuối cùng cười khẽ, đại đương gia nói có lý, cứ làm như vậy. Nói xong, hắn còn giúp cái đao che miệng cười trộm, rồi vuốt ngực đi tới đi lui trong phòng, bộ dạng như không lo lắng gì cho đại nghiệp sắp tới. Chương 40, chỉ có thể nhận mệnh. Tạm thời không để ý đến hai người, trong phòng Sư Xuân và Ngô Cân Lượng bắt đầu pha trà. Sau khoảng nửa canh giờ thư giãn thoải mái, ngoài khách sạn, Đại Thạch Đầu nhanh chóng bước vào, mật báo, Sâm Phúc Thông tới, đang trên đường lên núi. Sư Xuân lập tức nói với Ngô Cân Lượng, ngươi đi nghênh đón một chút, khiêm tốn một chút, cố gắng đừng để Biên Duy Khang bọn hắn thấy. Dù có vẻ như hai người kia sẽ không đi dạo bên ngoài, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Được. Ngô Cân Lượng đáp ứng, rồi gọi Đại Thạch Đầu đi xác nhận người. Hiện tại thân phận của Đại Thạch Đầu cũng không dễ dàng lưu lại nơi mua bán, việc này không tốt cho thân phận của Bác Vọng Lâu nếu trực tiếp tham gia. Không lâu sau, cửa mở ra, Ngô Cân Lượng đi vào trước, chỉ vào Sư Xuân, và sau đó theo sau là một thanh niên mặc áo gấm. Tướng mạo hắn bình thường, nhưng có nét nhàn nhã, dáng vẻ như được nuôi dưỡng trong môi trường có phần lười biếng, ánh mắt có chút kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Không chỉ mình hắn đến, mà còn có hai thanh niên mặc áo gấm khác theo vào, nhìn dáng vẻ thì không giống như tùy tùng, mà càng giống như một nhóm bạn bè cùng hội cùng thuyền. Sâm Phúc Thông lại không ngồi xuống, mà đi bộ trong phòng, quan sát kỹ lưỡng xung quanh. Ba người đều có vẻ thần không đủ cảm giác, rõ ràng là dục vọng đã vượt quá giới hạn. Kính chào Sầm huynh, đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên phong thái bất phàm. Sư Xuân chắp tay, khách sáo nói. Sâm Phúc Thông tùy tiện cầm quyển sách Sơn Hải Đề Đăng trên bàn lật một cái, rồi lại ném trả lại bàn, lúc này mới quay đầu hỏi, ngươi là ai? Sư Xuân đáp, tại hạ Sư Xuân. Nói xong, hắn đưa tay mời ngồi. Dư, Tư Xuân. Sâm Phúc Thông khẽ giật mình. Trong phòng lập tức vang lên tiếng cười to ha ha, Sâm Phúc Thông cùng hai đồng bọn cười đùa múa tay múa chân. Sư Xuân mỉm cười, nhưng ánh mắt có chút tối lại. Hắn ghét nhất là có người chê cười cái tên của mình, ở đất Lưu Đày, điều đó có thể khiến hắn cảm thấy bực bội. Sau khi cười đủ, Sâm Phúc Thông hạ tay xuống, không ngồi mà bắt đầu nói chuyện một cách thoải mái, dường như không quan tâm đến tên gọi của hắn, trực tiếp hỏi, là ngươi mời ta tới. Sư Xuân khéo léo mỉm cười, đúng. Sâm Phúc Thông hơi nhướng mày, muốn đưa ta 10 vạn kim. Sư Xuân gật đầu, không sai. Sâm Phúc Thông đánh giá hắn từ đầu đến chân, có chút không tin, còn có chuyện tốt như vậy. Hai người bạn của hắn cũng đứng dậy, đứng ở hai bên Sâm Phúc Thông, tò mò chờ đợi. Sư Xuân nói, về sau muốn tại đây Chiếu Thiên Thành dừng chân, nghe nói Sầm huynh có thể chen vào việc ở Chiếu Thiên Thành, vì vậy muốn kết giao bằng hữu với Sầm huynh. Ngươi tìm đúng người rồi. Tại đây Chiếu Thiên Thành, Sầm huynh không nói cũng là người có tiếng nói, từ trên xuống dưới ít nhất cũng có vài phần cảm tình. Hai người bạn của Sâm Phúc Thông lập tức cùng nhau tán thưởng. Sâm Phúc Thông có vẻ rất hài lòng với sự khen ngợi này, tỏ ra đắc ý, nhưng bên ngoài thì khoát tay khiêm tốn, không có, không có, chỉ là đại gia để mắt mà thôi. Người đứng bên trái hắn vỗ vỗ vai hắn, rồi nhìn hắn với ánh mắt đầy ẩn ý nói, đêm nay Lệ Vân Lâu mời khách. Ý nghĩa rất rõ ràng, phát tài rồi thì muốn mời khách. Sâm Phúc Thông lập tức quay sang Sư Xuân nói, nếu thật có thành ý như vậy, Sư Huynh. Hắc, ngươi này họ chiếm ta tiện nghi rồi. Sư Xuân, thật muốn có cái thành ý đó, bạn bè này của ta tự nhiên là giao định. Hắn ám chỉ rằng đừng chỉ nói mà không làm, trước tiên hãy đem tiền ra. Sư Xuân có chút lưỡng lự, nhìn hai vị bạn của Sâm Phúc Thông, rồi nhắc nhở, nơi Vô Ưu quán phía ngoài Không Trung Lâu là nơi uống trà tốt, hai vị có muốn đi ngồi một chút không? Nói rõ để nhường hai người kia tránh ra một chút, Sư Xuân cảm thấy lão đông không nắm vững tình hình, còn nhiều làm ra hai cái người biết chuyện. Nha, đây là sợ chúng ta cướp bóc sao? Sầm huynh, hóa ra hai chúng ta không nên tới nha. Hai người kia một người một câu, âm dương quái khí. Sâm Phúc Thông vừa muốn mở miệng nói lý, thì Sư Xuân đã chặn lại, có chút tiền chỉ có thể cho một người, không thể để ba người cùng chia. Các ngươi nói sao? Ba người hơi ngừng lại. Sau đó, Sâm Phúc Thông quay đầu sang trái phải nói, được rồi, các ngươi đi ra ngoài dạo chơi trước, ta muốn xem hắn định làm gì, dám đùa ta sẽ khiến cho hắn phải hối hận. Hai người kia đành phải rời đi, hậm hực phất tay áo. Sư Xuân liếc mắt ra hiệu, Ngô Cân Lượng đứng ngoài cửa nhìn một chút, rồi trở về nhẹ gật đầu,
xác nhận rằng người thật sự đã rời đi. Sâm Phúc Thông thờ ơ nói, bây giờ có thể lấy tiền ra sao? Sư Xuân hỏi lại, hôm nay có người tại Lệ Vân Lâu đưa ra 50 vạn kim để chuộc thân đầu bài, không biết Sầm huynh có biết hay không? Sâm Phúc Thông hơi thiếu kiên nhẫn, vừa mới nghe nói, sao vậy, kéo cái này làm gì? Hắn ngồi xuống, biểu hiện dường như không có ý nghĩa gì, nóng lòng chờ đợi tiền. Sư Xuân không nhanh không chậm nói, người chuộc thân đầu bài chính là ta. Sâm Phúc Thông sửng sốt một hồi, rồi dò xét Sư Xuân từ trên xuống dưới, ngươi. Hắn có chút không thể tin được, đây là đoạt nữ nhân của Lữ Thái Chân sao? Còn nói muốn đưa tiền cho hắn, tình huống như thế nào? Hắn dừng lại, cảm giác có chút nguy hiểm, bắt đầu dò xét bốn phía, rõ ràng cảm thấy cảnh giác. Tại Chiếu Thiên Thành, Sâm Phúc Thông thường ngày không lo lắng về vấn đề an toàn của bản thân, vì dám động đến hắn cũng không nhiều. Có thể Lữ Thái Chân trên đầu cũng dám đạp một cước, nhưng người tự nhiên không giống nhau. Sư Xuân nói, nữ nhân kia ở trong tay ta muốn thỉnh cầu Sầm huynh chuyển nàng cho Lữ Thái Chân. Sâm Phúc Thông sắc mặt cứng đờ, có chút ngỡ ngàng, ngươi chuộc nàng về là để đưa cho Lữ trang chủ. Lữ Thái Chân ở vùng này có nhiều trang viên trồng linh thực, thường được gọi là Lữ trang chủ. Sư Xuân gật đầu, đúng vậy, ta còn muốn ở đây dừng chân, không muốn đắc tội với hắn, cho nên cần làm phiền Sầm huynh. Sâm Phúc Thông tuy cũng muốn giúp đỡ, nhưng không khỏi hỏi, tại sao ngươi không tự mình đưa đi, nhất định phải qua tay ta. Sư Xuân đáp, nếu không đi một chuyến, Sầm huynh lấy đâu ra 10 vạn kim. Ta bán nàng cho Sầm huynh, giá chỉ 20 vạn kim. Cái gì? Bán cho ta, còn 20 vạn kim. Sâm Phúc Thông cảm thấy mình nghe nhầm, không thể nào có nhiều tiền như vậy. Sư Xuân bất chấp sự ngạc nhiên của hắn, tiếp tục, đây không phải ý của Sầm huynh sao? Đầu bài không muốn cùng Lữ trang chủ qua ngày tốt, mà lại nghĩ phải ủy thân cho một kẻ mặt trắng. Sầm huynh là ai? Tự nhiên đứng về phía Lữ trang chủ, biết việc này rồi sẽ rất tức giận. Vậy nên hắn đã an bài ta, tiếp cận 5 vạn kim để chuộc nàng. Biên Duy Khang thiếu ta 5 vạn kim, Tượng Lam Nhi đã bán mình trong tay ta. Nếu Sầm huynh nguyện ý, thì hãy cầm lấy 20 vạn kim. Lông mày Sầm Phúc Thông nhướng lên, ánh mắt hiện lên sự hung quang, ngươi đùa bỡn ta sao? Sư Xuân nói, đây chính là 5 vạn kim, ta kiếm tiền không phải dễ dàng gì. Nếu không phải vì lợi ích, ta có đáng lẫn vào việc này không? Đến mức Sầm huynh bỏ ra 20 vạn, sau này có thể bán 30 vạn, 35 vạn hoặc 40 vạn, đều dựa vào ý của Sầm huynh. Lữ trang chủ vốn dự định bỏ ra 50 vạn. Sầm Phúc Thông đột nhiên ngơ ngẩn, tầm mắt phiêu hốt, cuối cùng hắn cũng hiểu ý. Nguyên bản chỉ là nói đưa cho mình 10 vạn kim, giờ đây lại biến thành 20 vạn kim. Ngô Cân Lượng nghe thấy, miệng cũng không khỏi nở một nụ cười, nhướng mày, cuối cùng hiểu ra tại sao Xuân Thiên lại nói rằng bọn họ kiếm không gian không thể nhấc lên, hóa ra là ảo diệu ở chỗ này. Sư Xuân lại nói, nghe nói những chuyện nhỏ nhặt này đều do cữu cữu ngươi lo liệu, nếu ta nói, tuy rằng là để Lữ trang chủ chút giận, nhưng dù sao cũng là vì lợi ích của cữu cữu. Giá cho 40 vạn là hợp lý, không nên cao hơn nữa, giá quá cao sẽ không có lợi nhuận. Dựa vào cái gì mà để trên tay ngươi tự mình mua bán? Sâm Phúc Thông tầm mắt lấp lánh, rõ ràng đã có ý động, bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. Sư Xuân theo sát bước tiến của hắn, tiếp tục nói, điều quan trọng là Lữ trang chủ ưa thích đầu bài kia. Nếu đầu bài đó thật sự theo Tiểu Bạch, đó sẽ là tổn thất của Lữ trang chủ, cũng là tổn thất của chúng ta. Tất nhiên, nếu Sầm huynh thực sự vô tình kiếm được số tiền đó, ta cũng không thể nói gì hơn, ngược lại ta cũng không thiệt thòi. Biên Duy Khang hứa hẹn sẽ trả lại cho ta 5 vạn kim, Tượng Lam Nhi đã bán mình trong tay ta. Nếu Sầm huynh muốn, 20 vạn kim hãy cầm lấy. Sầm Phúc Thông nhíu mày, cảm giác có chút nguy hiểm, ánh mắt nhìn quanh, rõ ràng rất cảnh giác, ngươi đùa bỡn ta đấy sao? Sư Xuân lắc đầu, không phải. Ngươi đừng lo lắng, việc này chỉ cần làm theo kế hoạch là được. Ngày mai Biên Duy Khang muốn mang đầu bài trở về Vô Kháng Sơn, ta cũng sẽ đi cùng. Trên đường ta sẽ tìm cách để Biên Duy Khang chuyển đi, ngươi tranh thủ thời gian bắt đầu từ nữ nhân kia. Ta thấy nàng cũng có tu vi, nên nhớ tìm người có khả năng tốt, tránh phát ra động tĩnh gì. Khi trở về, ta sẽ nói với Biên Duy Khang rằng nữ nhân kia tự rời đi, cũng có thể bảo nàng chuyển cáo cho Biên Duy Khang. Hắn lại nhắc lại những gì đã nói với Ngô Cân Lượng trước đó để lừa Biên Duy Khang. Sâm Phúc Thông nghe xong vui vẻ, nhưng lại lo lắng, nữ nhân kia nếu bị bắt đi thì sẽ làm thế nào? Tại Lữ trang chủ bên đó thì sao? Sư Xuân khoát tay, Sầm huynh lo lắng quá nhiều. Ngươi ở trong tay ngươi, ngươi muốn làm gì còn không phải là do ngươi quyết định.
Đối phó Biên Duy Khang cũng có thể dùng trên người nữ nhân kia. Ta xuất tiền hỗ trợ chuộc thân vì có người an bài. Có người tức giận nàng, muốn nàng không còn gì cả, muốn giáo huấn nàng. Ngươi hoàn toàn có thể ám chỉ cho nữ nhân kia biết rằng Biên Kế Hùng sẽ không tiếp nhận một nữ tử Thanh Lâu làm con dâu của mình. Hơn nữa, nàng đã ký văn tự bán mình cho các ngươi, nàng gây rối thì có lợi ích gì? Chỉ có thể nhận mệnh. Các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Sơn Hải Đề Đăng của tác giả Dược Thiên Sầu tại Thư viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.top. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.